Kính chào quý khán giả của Phố Xe TV cũng như là Andrew Lay Office. Hôm nay là ngày đầu năm và Andrew cũng tranh thủ lúc mình nghỉ ngơi thì cũng muốn hoàn tất cho xong lời hứa mà Andrew đã hứa với quý vị là Andrew sẽ dịch toàn bộ chi tiết từng lời từng câu hỏi của buổi phỏng vấn. Phải nói là rất là hấp dẫn cho đến ngày hôm nay. Những ngày cuối năm vừa qua thì có một cái cuộc phỏng vấn của ông Tucker Carlson, là một trong những nhà báo khá là nổi tiếng của Mỹ, vốn là người đã từng bị đài Fox News sa thải vì có những quan điểm của ông ấy. Và theo Andrew nghĩ thì việc nhận định sa thải ông Tucker là một điều rất là đáng tiếc cho nền báo chí của Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông ấy không phải là một người đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng ông ấy đã bước ra và một cách mạnh dạn để làm những việc phi thường cho một nền báo chí mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là nó có những cái góc cạnh rất là khác biệt và có những cái hạn chế riêng của nó. Tuy nhiên quyền tự do ngôn luận ở Mỹ và tự do báo chí vẫn không thể ép buộc được một nhà báo đưa ra tiếng nói riêng của mình. Và chính vì như vậy, cái buổi phỏng vấn của ông Carlson gần đây với ông Tổng thống của nước Nga là ông Vladimir Putin đã làm cho giới báo chí cả thế giới sửng sốt. Và không nói thêm tốn thời gian của quý vị, Andrew sẽ dịch từng lời, từng chữ, từng câu hỏi. Andrew mong rằng là cái người dịch của tiếng Nga qua tiếng Anh sẽ làm đúng với những gì mà ông ấy cần phải làm. Và ngoài ra thì việc mà Andrew chuyển ngữ cho quý vị cũng đòi hỏi cái việc thông cảm từ quý vị cho cái nguyên ngữ mà chúng ta không thể nắm bắt được trong tiếng Nga. Chúng ta phải dựa vào tiếng Anh mà thôi. Ngoài ra thì vì vấn đề copyright, bản quyền của Tucker Carlson, cho nên Andrew cũng chỉ muốn chiếu mặt và giọng nói của mình, và thỉnh thoảng thì Andrew sẽ quay vào màn hình. Và video này Andrew sẽ không có bật chế độ kiếm tiền lên trong YouTube. Cho nên với sự ủng hộ của quý vị, Andrew rất là cảm ơn và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cho kênh Phố Quân TV cũng như Andrew Lay Office để chúng tôi có thời gian và tiếp tục làm những cuộc phỏng vấn và chuyển ngữ một cách rất quan trọng này. Và Andrew nghĩ rằng video này sẽ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà những lời trả lời, những câu hỏi gắt gỏng không kém phần hấp dẫn của nhà báo Tucker Carlson, và sự trả lời rất là như thế nào thì Andrew sẽ để cho quý vị nhận định. Sau cái phần tường trình cái video này toàn bộ thì Andrew và anh Vũ Hoàng Lân cũng sẽ sắp đặt một cái buổi ngồi xuống để chúng tôi cùng phân tích, mổ xẻ ra những cái lời phân tích và trả lời của ông Vladimir Putin, Tổng thống của nước Nga. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn và tường thuật qua lời dịch của Andrew Lê, trực tiếp từ Bonsa, California. Sau đây là cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, được quay vào ngày 6 tháng 2, 2024, và khoảng 7 giờ tối tại tòa nhà phía sau chúng tôi, tất nhiên là Điện Kremlin. Cuộc phỏng vấn như bạn sẽ thấy, chủ yếu nói về cuộc chiến đang diễn ra, cuộc chiến ở Ukraine nó bắt đầu như thế nào, đang xảy ra như thế nào, và khẩn trương nhất là có thể kết thúc như thế nào. Một lưu ý trước khi xem, khi bắt đầu phỏng vấn, chúng tôi đã hỏi câu hỏi rõ ràng nhất, đó là lý do tại sao ông Putin lại làm điều này. Ông có cảm thấy một mối đe dọa thể chất sắp xảy ra, và đó là lời biện minh của ông hay không, và câu trả lời khiến chúng tôi bị sốc. Ông Putin nói rất lâu, có lẽ là hơn nửa tiếng đồng hồ, về lịch sử nước Nga từ thế kỷ thứ 8. Và thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ rằng đây là một kỹ thuật câu giờ và thấy rất khó chịu và ngắt lời ông ấy nhiều lần. Và ông ấy cũng phản ứng. Ông ấy khó chịu và bị ngắt lời. Nhưng cuối cùng chúng tôi kết luận rằng về giá trị của buổi phỏng vấn, nó không phải là một kỹ thuật câu giờ. Thật ra là một phỏng vấn không có giới hạn về thời gian. Chúng tôi đã kết thúc nó hơn sau 2 giờ. Và những gì quý vị sắp xem đối với chúng tôi có vẻ rất chân thành, dù quý vị có đồng ý hay là không. Ông Vladimir Putin cho rằng Nga có yêu sách lịch sử đối với các vùng phía Tây Ukraine.
Vì vậy, ý kiến của chúng tôi là hãy xem nó dưới góc độ như một sự thể hiện chân thành những gì ông ấy nghĩ. Và với điều sau, đây là phim. Xin mời quý vị. Thưa ông Tổng thống, vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, ông phát biểu trước Quốc hội quốc gia của mình, một bài phát biểu toàn quốc khi xung đột Ukraine bắt đầu. Ông nói rằng, ông đã phải hành động vì ông Dean kết luận rằng Hoa Kỳ thông qua NATO đã tiến hành một cuộc gây hấn bất ngờ tấn công vào đất nước chúng tôi. Và đối với người dân Mỹ, điều này có vẻ bị hoang tưởng. Hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao ông tin rằng Hoa Kỳ có thể tấn công Nga một cách bất ngờ. Làm thế nào mà ông kết luận như vậy? Không phải Mỹ sẽ tấn công bất ngờ vào Nga. Tôi không nói điều đó. Có phải chúng ta đã có một chương trình trò chuyện hay là một trò chuyện nghiêm túc không? Đây, tôi có câu trích dẫn đây nè. Cảm ơn. Đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc ghê gớm. Bởi vì giáo dục cơ bản của bạn là về lịch sử, theo như tôi được biết. Vâng. Chính vì vậy, nếu bạn không phiền, tôi sẽ chỉ dành khoảng 30 giây hoặc 1 phút để cung cấp cho bạn một tài liệu tham khảo ngắn về lịch sử, để cho bạn hiểu một chút về bối cảnh lịch sử. Làm ơn. Hãy xem, mối quan hệ của chúng tôi với Ukraine bắt đầu từ đâu? Ukraine đến từ đâu? Nhà nước Nga bắt đầu tập hợp thành một nhà nước tập trung. Và đây được coi là vào năm 1862. Khi người dân của thị trấn Novgorod mời hoàng tử Virangin Rurik từ Bắc Âu Scandinavia lên trị vì. Năm 1862, Nga kỷ niệm 1.000 năm thành lập quốc gia. Và ở Novgorod có một đài tưởng niệm dành riêng cho lễ kỷ niệm 1.000 năm thành lập đất nước. Năm 882, người kế vị Rurik, hoàng tử Oleg, người thực sự đang đóng vai trò nhiếp chính cho đứa con trai nhỏ của Rurik lúc bấy giờ. Bởi vì lúc đó Rurik đã chết nên mới giờ đến Kiev. Và ông ta đã lật đổ hai anh em, dường như đã từng là thành viên trong một đội của Rurik. Thế là nước Nga bắt đầu phát triển với hai trung tâm quyền lực, một ở Kiev và một ở Novgorod. Cái ngày quan trọng tiếp theo trong lịch sử nước Nga là năm 1988. Đây là lễ báp têm của nước Nga khi hoàng tử Vladimir, chắc của Rurik, tiếp nhận thánh lễ báp têm cho nước Nga và tiếp nhận chính thống giáo hay là cơ đốc giáo Đông Phương là quốc giáo. Vào thời điểm này, nhà nước tập trung của Nga bắt đầu củng cố. Tại sao? Bởi vì lãnh thổ duy nhất, quan hệ kinh tế hội nhập làm trở nên một và cùng một ngôn ngữ. Và sau thánh lễ báp têm của nước Nga, cùng đức tin và sự cai trị của hoàng tử, nhà nước Nga đã tập trung ở Nga bắt đầu hình thành. Trở lại thời Trung Cổ, hoàng tử Yaroslav, người thông thái, đã đưa ra thư kế vị ngai vàng. Nhưng ngay sau khi ông qua đời, mọi chuyện trở nên phức tạp vì nhiều lý do. Ngai vàng được truyền không trực tiếp từ cha sang con trai, trong con trai cả, mà từ hoàng tử đã qua đời cho con trai của mình. Sau đó, các con trai của ông và các dòng dõi khác nhau. Tất cả điều này đã dẫn đến sự tan rã và sự kết thúc của nước Nga như một đất nước thống nhất lúc bấy giờ. Chẳng có gì đặc biệt về đó cả. Và điều tương tự cũng đã xảy ra ở Âu Châu. Nhưng mà khi nhà nước Nga bị chia cắt, nó đã trở thành một con mồi dễ dàng cho đế chế do Thành Cát Tư Hãn tạo ra trước đó. Người kế vị của ông Thành Cát Tư Hãn là ông Batu Khan đã cướp bóc và hủy hoại gần như tất cả các thành phố. Nhân tiện, phần phía nam, bao gồm Kiev và một số thành phố khác, đơn giản đã mất độc lập. Trong khi đó, các thành phố Bắc bảo tồn một số chủ quyền của họ. Họ đã cống nạp cho phía có đông người hơn và họ cố gắng bảo vệ một phần chủ quyền của mình. Và rồi một nhà nước Nga thống nhất bắt đầu hành thành
với trung tâm ở Moscow. Phần phía nam của miền Nga, bao gồm Kiev, bắt đầu dần dần bị hút về một phía nam châm khác. Một trung tâm đang nổi lên ở châu Âu, đó là Đại Công quốc Litva, và thậm chí còn gọi là Công quốc Nga thuộc Litva, vì người Nga là một bộ phận quan trọng của dân số này. Họ nói tiếng Nga cổ, và họ tin theo chính thống giáo. Nhưng sau đó có một sự thống nhất, sự hợp nhất của Đại Công quốc Litva và Vương quốc Ba Lan. Vài năm sau đó, một liên minh khác được ký kết, nhưng lần này đã ở trong lĩnh vực tôn giáo. Một số cha đạo chính thống giáo đã trở thành cấp dưới của giáo hoàng. Do đó, những vùng đất này trở thành một phần của nhà nước Ba Lan Litva. Trong nhiều thập kỷ, người Ba Lan đã tham gia vào việc thuộc địa hóa một bộ phận dân cư này. Họ giới thiệu một ngôn ngữ ở đó, cố gắng củng cố ý tưởng rằng dân số này không hẳn là người Nga, rằng vì họ sống ở vùng rìa nên gọi là người Ukraine. Ban đầu, từ Ukraine có nghĩa là người đó đang sống ở vùng ngoại ô của đất nước, dọc theo vùng rìa hoặc đang giữ trách nhiệm tuần tra biên giới. Nó không có nghĩa là bất kỳ nhóm dân tộc cụ thể nào. Vì vậy, bằng mọi cách có thể, người Ba Lan đang cố gắng xâm chiếm phần đất này của nước Nga và thật sự đối xử rất khắc nghiệt đối với những dân chúng ở đó, nếu không nói là tàn nhẫn. Tất cả điều đó đã dẫn đến việc phần đất này của Nga bắt đầu đấu tranh cho quyền lợi của họ. Họ viết thơ tới Warsaw, yêu cầu phải được tôn trọng và yêu cầu cắt cử chức vụ cho người dân, bao gồm cả Kiev. Tôi xin lỗi, ông có thể cho tôi biết thời điểm trong lịch sử nào không? Tôi không biết lịch sử chúng ta đang ở đâu trong thời kỳ Ba Lan áp bức Ukraine. Đó là vào thế kỷ 13. Bây giờ tôi có thể kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó và đưa ra ngày tháng để không có sự nhầm lẫn nào. Và tất nhiên là vào năm 1654, hoặc thậm chí sớm hơn một chút, tôi muốn nhắc lại là những người nắm quyền kiểm soát phần đất đó của Nga đã giải quyết chiến tranh. Họ đã yêu cầu gửi thư cho những người cai trị gốc Nga và đức tin chính thống, nhưng Warsaw đã không trả lời cho họ, và thực tế là bác bỏ yêu cầu của họ. Cho nên họ quay sang Moscow để Moscow giúp họ. Để anh không nghĩ rằng tôi bịa ra những chuyện lịch sử này, tôi sẽ đưa cho ông những tài liệu chứng cứ lịch sử này. Ồ, tôi không muốn nói là ông đang bịa ra chúng đâu, nhưng tôi không hiểu vì sao những chuyện này lại liên quan đến những gì đã xảy ra 2 năm trước. Vâng, đây là những tài liệu từ kho lưu trữ, là những bản sao. Đây là những bức thư từ Bohdan Khmelnytsky, người lúc đó kiểm soát quyền lực ở vùng đất này của Nga, ngày nay được gọi là Ukraine. Ông viết thư tới Warsaw, yêu cầu bảo vệ quyền lợi của họ, và sau đó bị từ chối, ông bắt đầu viết thư cho Moscow, yêu cầu họ đưa mình dưới bàn tay mạnh mẽ của Sa Hoàng Moscow. Có bản sao ở tài liệu này, tôi sẽ để lại chúng cho trí nhớ tốt nhất của bạn. Có thể dịch sang tiếng Nga, hoặc có thể dịch ra tiếng Anh sau. Nhưng Nga sẽ không đồng ý tiếp nhận họ ngay lập tức, vì cho rằng đây là sẽ khởi đầu cuộc chiến với Ba Lan. Tuy nhiên, vào năm 1654, Hội đồng Giáo sĩ và Địa chủ hàng đầu của Nga, đứng đầu là Sa Hoàng, cơ quan đại diện quyền lực của nước Nga cũ, đã quyết định sáp nhập một phần đất đai cũ của Nga và Vương quốc Moscow. Đúng như dự đoán, cuộc chiến với Ba Lan bắt đầu. Nó kéo dài 13 năm, và sau đó là năm 1654, một hiệp định đình chiến được ký kết. Và 32 năm sau, tôi nghĩ một hiệp ước hòa bình đã ký với Ba Lan. Và đó là một ký kết hòa bình vĩnh cửu, và những vùng đất này, toàn bộ bờ trái của sông Dnieper, bao gồm cả Kiev, đã thuộc về Nga, và toàn bộ bờ phải của Dnieper thuộc về Ba Lan.
Dưới sự cai trị của Katharina, nước Nga vĩ đại đã thu hồi tất cả những vùng đất lịch sử của mình, kể cả phía Nam và phía Tây, tất cả đều kéo dài cho đến thời kỳ cải chánh. Trước Thế chiến thứ nhất, Bộ Tổng tham mưu Áo dựa vào các ý tưởng Ukraine hóa và bắt đầu tích cực thúc đẩy các ý tưởng Ukraine và Ukraine hóa. Động cơ của họ cũng khá rõ ràng. Ngay trước Thế chiến thứ nhất, họ muốn làm suy yếu kẻ thù tiềm tàng và bảo đảm cho những điều kiện thuận lợi ở khu vực biên giới. Vì vậy, ý tưởng xuất hiện ở Ba Lan cho rằng những người cư trú trên lãnh thổ đó được cho là không thực sự là người Nga, mà thuộc về một nhóm dân đặc biệt. Người Ukraine bắt đầu được Bộ Tổng tham mưu Áo tuyên truyền. Ngay từ thế kỷ thứ 19, các nhà lý luận kêu gọi độc lập cho Ukraine đã xuất hiện. Mặc dù tất cả những người đó đều cho rằng Ukraine nên có mối quan hệ tốt với Nga. Họ nhấn mạnh rằng vào điều đó và sau cuộc cách mạng năm 1917, những người Bolshevik tìm cách khôi phục chế độ nhà nước và cuộc nội chiến lại bắt đầu, bao gồm cả sự thù địch với Ba Lan. Năm 1921, hòa bình với Ba Lan được tuyên bố, và theo hiệp định đó, hữu ngạn sông Dnieper một lần nữa được trao trả lại cho Ba Lan. Năm 1939, sau khi Ba Lan hợp tác với Hitler, họ thật sự đã hợp tác với Hitler. Thật ra, Hitler đã đề nghị hòa bình với Ba Lan và một hiệp ước hữu nghị, một thỏa thuận đổi lại Ba Lan phải trả lại cho Đức, cái gọi là hành lang Danzig, nối phần lớn của nước Đức với nước Đông Phổ và Königsberg. Sau Thế chiến thứ nhất, lãnh thổ này được chuyển giao cho Ba Lan, và thay vì là Danzig, một thành phố Danz được xuất hiện. Ông Hitler yêu cầu họ trao đổi một cách thân thiện, nhưng họ từ chối. Tuy nhiên, họ vẫn hợp tác với Hitler và cùng nhau tham gia vào việc phân chia đất nước tiếp khắc. Tôi có thể hỏi được một câu không? Ông đang đưa ra trường hợp rằng Ukraine chắc chắn là một phần của Ukraine. Nga đã nắm miền đông Ukraine hàng trăm năm nay. Tại sao ông không sáp nhập nó khi ông làm tổng thống 24 năm trước? Lúc đó ông có vũ khí hạt nhân, họ thì không. Thực ra đất là của đất Nga, tại sao ông đã chờ quá lâu vậy? Tôi sẽ đến lúc đó, tôi đang đi đến điều đó. Phần tấm lược này sắp kết thúc. Nó có thể nhàm chán nhưng nó giải thích được nhiều điều. Ô, nó không hề nhàm chán chút nào. Chỉ là muốn biết nó liên quan như thế nào. Vâng, tốt lắm. Tôi rất vui vì bạn đánh giá cao điều đó. Cảm ơn ông. Vì vậy, trước Thế chiến thứ hai, Ba Lan đã hợp tác với Hitler. Và mặc dù không nhượng bộ theo yêu cầu của Hitler, nhưng họ vẫn tham gia vào việc chia cắt tiệp khắc cùng với Hitler. Vì người Ba Lan đã không nhường hành lang Danzig cho Đức và đã đi quá xa, đẩy Hitler khởi đầu Thế chiến II bằng cách tấn công họ. Tại sao cuộc chiến bắt đầu chống lại Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939? Vì Ba Lan đã tỏ ra không khoan nhượng, và Hitler không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình với Ba Lan. Sobieski. Nhân tiện, tôi cũng đã đọc một số tài liệu lưu trữ của Liên Xô cũ, và Liên Xô đã cư xử rất trung thực và đã xin phép Ba Lan cho phép đưa quân qua lãnh thổ Ba Lan để giúp đỡ tiếp khắc. Nhưng lúc đó Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói rằng nếu máy bay của Liên Xô bay qua Ba Lan, chúng tôi sẽ bắn rơi trên lãnh thổ Ba Lan. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chiến tranh đã bắt đầu và Ba Lan trở thành nạn nhân của những chính sách mà nước này theo đuổi chống lại tiếp khắc. Điều này theo hiệp ước Molotov-Ribbentrop nổi tiếng, một phần lãnh thổ bao gồm cả miền Tây Ukraine sẽ được trao cho Nga. Do đó, Nga, lúc đó đặt tên là Liên Xô, đã lấy lại được vùng đất lịch sử của mình. Sau chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, như chúng ta thường gọi là Thế chiến II, tất cả những lãnh thổ đó cuối cùng được coi thuộc về Nga, thuộc về Liên Xô cũ.
Về phần Ba Lan, dường như họ đã nhận được một khoản bồi thường, những vùng đất vốn ban đầu thuộc về Đức. Các vùng phía đông của Đức, đây hiện là vùng đất phía tây của Ba Lan. Tất nhiên, Ba Lan đã giành lại được quyền tiếp cận biển Baltic và Danzig, một lần nữa được đặt tên bằng tiếng Ba Lan. Vì vậy, đây là một cách mà sự việc được coi là đã tiến triển như vậy. Năm 1922, khi Liên Xô được thành lập, những người Bolshevik bắt đầu xây dựng Liên Xô và thành lập Liên Xô Ukraine, nơi chưa từng tồn tại trước đây. Ông Stalin nhấn mạnh rằng các nước Cộng hòa đó phải được đưa vào Liên Xô với tư cách là một thực thể tự trị. Vì một lý do không thể giải thích được, ông Lenin, người sáng lập nhà nước Xô Viết, đã nhất quyết yêu cầu họ được quyền rút khỏi Liên Xô. Và một lần nữa, vì một lý do không rõ nào đó, ông đã chuyển giao cho Cộng hòa Xô Viết Ukraine mới thành lập một số vùng đất cùng với những người sống ở đó. Mặc dù những vùng đất đó chưa bao giờ được gọi là Ukraine, nhưng chúng nó đã trở thành một phần của Cộng hòa Xô Viết Ukraine lúc đó. Những vùng đất đó bao gồm khu vực Biển Đen, được tiếp nhận dưới thời Catherine Đại Đế và không có một mối liên hệ lịch sử nào với Ukraine. Ngay cả khi lui trở về năm 1654, những vùng đất này được trả lại cho Đế quốc Nga. Lãnh thổ đó có quy mô bằng 3-4 lần vùng đất Ukraine hiện đại, không có Biển Đen, và tất cả những điều đó không có bàn cãi gì nữa. Năm 1654, chính xác là vậy. Rõ ràng là ông có kiến thức bách khoa toàn thư về khu vực này. Nhưng tại sao ông không đưa ra quan điểm này trong 22 năm đầu tiên làm tổng thống, khi Ukraine không phải là một quốc gia thực sự? Liên Xô được trao rất nhiều lãnh thổ chưa từng thuộc về nước này, trong đó có khu vực Biển Đen. Tại một thời điểm nào đó, khi Nga nhận được chúng do kết quả của các cuộc chiến tranh giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng được gọi là nước Nga mới hoặc là một nước Nga khác. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Lenin, người sáng lập nhà nước Liên Xô hay là Xô Viết cũ, đã thành lập Ukraine theo cách đó. Và trong nhiều thập kỷ, Cộng hòa Xô Viết Ukraine đã phát triển như một phần của Liên Xô. Và không rõ một vì lý do nào khác nữa, một lần nữa những người Bolshevik lại tham gia vào quá trình Ukraine hóa. Đó không chỉ là ban lãnh đạo Liên Xô, phần lớn là những người có gốc từ Ukraine. Đúng hơn, nó được giải thích là do chính sách chung về bản địa hóa mà Liên Xô theo đuổi. Những điều tương tự cũng được thực hiện ở các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô khác. Điều này liên quan đến việc quảng bá ngôn ngữ dân tộc và văn hóa dân tộc. Về nguyên tắc thì điều này không phải là xấu. Đó là cách Ukraine Xô Viết được tạo ra. Sau Thế chiến II, Ukraine nhận được, ngoài những vùng đất thuộc về Ba Lan trước chiến tranh, một phần đất trước đây thuộc về Hungary và Romania. Vì vậy, Hungary, Romania đã bị lấy đi một số đất đai của họ và trao cho Ukraine thuộc Liên Xô. Và họ vẫn là một phần của Ukraine. Vì vậy, theo nghĩa này, chúng tôi có mọi lý do để khẳng định rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo được hình thành theo ý muốn của Stalin. Bạn có tin rằng Hungary có quyền lấy lại đất của mình từ Ukraine và các quốc gia khác có quyền quay trở lại biên giới năm 1654 của họ không? Tôi không chắc liệu họ có nên quay lại đường biên giới năm 1654 hay không. Nhưng xét đến thời của Stalin, cái gọi là chế độ Stalin, mà nhiều người đã khẳng định, đã chứng kiến nhiều vi phạm nhân quyền và vi phạm quyền của các quốc gia khác. Một người có thể nói rằng họ có thể đòi lại được những vùng đất đó của mình, trong khi họ không có quyền làm điều đó. Ít nhất có thể hiểu được như vậy. Lúc đó ông có nói với ông Viktor Orbán rằng ông ấy có thể có một phần của Ukraine không? Không bao giờ. Tôi chưa bao giờ nói với ông ấy, không một lần nào. Chúng tôi thậm chí chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào về điều đó. Nhưng tôi thật sự biết chắc rằng người Hungary sống ở đó
muốn quay trở lại vùng đất lịch sử của họ. Hơn nữa, tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện rất thú vị. Tôi lạc đề rồi. Đó là một chuyện cá nhân. Đâu đó, vào đầu những năm 80, khi tôi thực hiện một chuyến đi bằng xe hơi từ Leningrad, băng qua Liên Xô qua theo ngõ Kiev, dừng chân ở Kiev và sau đó đi đến miền Tây Ukraine. Tôi đến một thành phố nhỏ tên là Beregovoy, và tất cả tên của các thị trấn và làng mạc ở đó đều bằng tiếng Nga, và bằng ngôn ngữ mà tôi không hiểu bằng tiếng Hungary. Tiếng Nga và tiếng Hungary, không phải bằng tiếng Ukraine, chỉ có tiếng Nga và tiếng Hungary mà thôi. Tôi đang lái xe qua một ngôi làng nào đó và có một người đàn ông ngồi cạnh nhà họ, mặc bộ đồ ba mảnh màu đen và hình mũ trụ màu đen, một cái nón hình trụ. Tôi hỏi, họ có phải là một loại nghệ sĩ giải trí không? Họ trả lời không. Tôi không phải là nghệ sĩ giải trí, tôi là người Hungary. Tôi nói họ đang làm gì ở đây? Ý ông là gì? Đây là đất của họ. Họ sống ở đây. Đó là thời Xô Viết vào những năm 1980. Họ bảo tồn tiếng Hungary, tên Hungary và tất cả trang phục dân tộc của họ. Họ là người Hungary và họ có cảm thấy mình là người Hungary và tất nhiên khi bây giờ có sự xâm phạm. Đó là gì và có rất nhiều thứ như vậy mặc dù tôi nghĩ nhiều quốc gia không hài lòng về Transylvania cũng như ông rõ ràng đã biết. Nhưng nhiều quốc gia cảm thấy thất vọng trước những đường biên giới được vẽ lại trong những cuộc chiến tranh của những thế kỷ 20 và cuộc chiến tranh cách đây hàng nghìn năm như cuộc chiến tranh mà ông đã đề cập. Nhưng thật sự, ông đã công khai vụ việc này cho đến tận 2 năm trước vào tháng 2. Và trong trường hợp mà ông đưa ra, mà tôi đọc hôm nay, ông giải thích chi tiết rằng ông cảm thấy một mối đe dọa thực sự từ phương Tây qua NATO, bao gồm cả mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng. Và đó là lý do khiến ông hành động. Đó có phải là một nhận xét công tâm cho những gì ông vừa nói không? Tôi hiểu rằng một bài phát biểu dài của tôi có thể nằm ngoài thể loại của cuộc phỏng vấn. Đó là lý do tại sao tôi đã hỏi anh ngay từ đầu, chúng ta sẽ nói chuyện hay biểu diễn nghiêm túc? Anh nói một chuyện nói chuyện nghiêm túc. Vậy hãy kiên nhẫn với tôi. Hãy làm ơn. Chúng ta đang tiến tới điểm thành lập Ukraine thuộc Liên Xô. Sau đó vào năm 1991, Liên Xô sụp đổ và tất cả những gì Nga đã hào phóng ban tặng cho Ukraine đều bị Ukraine lôi lấy đi. Tôi đang đi đến một điểm rất quan trọng của chương trình nghị sự ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn ông, xin vui lòng. Xét cho cùng, sự sụp đổ của Liên Xô là do giới lãnh đạo Nga khởi xướng một cách hiệu quả. Tôi không hiểu giới lãnh đạo Nga lúc đó đã được hướng dẫn bởi điều gì, nhưng tôi nghi ngờ rằng có một lý do để nghĩ rằng mọi sự sẽ ổn. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng lúc đó giới lãnh đạo Nga tin rằng các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giữa Nga và Ukraine trên thực tế là một ngôn ngữ chung. Hơn 90% dân số ở đó nói tiếng Nga. Mối quan hệ gia đình, mỗi người thứ ba ở đó đều có một mối quan hệ gia đình hoặc tình bạn. Có chung văn hóa, có chung lịch sử, và cuối cùng là có chung đức tin, cùng tồn tại với một quốc gia duy nhất trong nhiều thế kỷ và các nền kinh tế có mối liên hệ sâu sắc với nhau. Tất cả những điều này rất cơ bản. Tất cả những yếu tố này cùng nhau làm cho mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi trở nên đâu vào đó. Điều thứ hai, một điều rất quan trọng. Tôi muốn bạn với tư cách là một công dân Mỹ và những người khán giả xem kênh của bạn thừa biết điều này. Giới lãnh đạo Nga trước đây cho rằng Liên Xô đã không còn tồn tại và do đó không còn ranh giới phân chia ý thức hệ. Nước Nga thậm chí còn tự nguyện và chủ động đồng ý với sự sụp đổ của Liên Xô và tin rằng điều này sẽ được gọi là cái văn minh phương Tây và được hiểu là lời mời hợp tác và liên kết. Đó là điều mà Nga đang mong đợi từ cả Hoa Kỳ và cái gọi là tập thể phương Tây nói chung. Có những người thông minh, kể cả những người ở Đức, Egon Bahr, một chính trị gia lớn của đảng Dân Chủ Xã Hội, người đã nhấn mạnh trong các cuộc trò chuyện cá nhân với giới lãnh đạo Liên Xô trên bờ vực sụp đổ của Liên Xô rằng
Họ biết cần phải thiết lập hệ thống an ninh ở châu Âu, cần phải giúp đỡ để thống nhất nước Đức, nhưng cũng nên thiết lập một hệ thống mới bao gồm cả Hoa Kỳ, Canada, Nga và các nước Trung Âu khác. Nhưng NATO không cần phải mở rộng. Đó là những gì ông ấy đã nói. Nếu NATO mở rộng, mọi thứ sẽ giống như một thời chiến tranh lạnh. Chỉ gần biên giới Nga hơn, đó là tất cả. Ông ta là một người già thông thái, nhưng không ai nghe lời ông ta. Thực ra, ông ta đã từng tức giận một lần. Ông ấy nói, nếu bạn không nghe tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến Moscow nữa. Mọi việc diễn ra thật đúng như những gì ông ấy đã nói. Tất nhiên, điều đó trở thành sự thật. Tôi và ông đã đề cập đến điều này nhiều lần. Tôi nghĩ đó là một điểm công bằng. Nhiều người Mỹ cho rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ tốt đẹp khi Liên Xô sụp đổ và chiến tranh lạnh kết thúc, thì điều ngược lại lại xảy ra. Ông chưa bao giờ giải thích lý do tại sao ông nghĩ điều đó xảy ra, ngoại trừ việc nói rằng phương Tây lo sợ một nước Nga hùng mạnh. Nhưng chúng ta có một Trung Quốc hùng mạnh mà phương Tây dường như không sợ lắm. Ông nghĩ sao về việc Nga đã thuyết phục được các nhà hoạch định chính sách rằng họ phải loại bỏ những suy nghĩ đó đi? Phương Tây sợ một Trung Quốc mạnh hơn là một nước Nga mạnh, bởi Nga chỉ có 150 triệu dân, còn Trung Quốc thì có 1,5 tỷ dân, và nền kinh tế của nó đang tăng trưởng nhảy vọt, hoặc 5% một năm hoặc hơn. Thậm chí, đây còn nhiều hơn nữa, nhưng đối với Trung Quốc thì thế là đủ rồi. Như Bismarck từng nói, tiềm năng là quan trọng nhất. Tiềm năng của Trung Quốc là rất lớn. Đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Xét về sức mua và quy mô của nền kinh tế, nó đã vượt qua Hoa Kỳ từ khá lâu và đang phát triển với một tốc độ chóng mặt. Đừng nói ai là sợ ai. Chúng ta đừng lý luận theo cách như vậy. Hãy đi vào thực tế, vào sau năm 1991 khi nước Nga đang mong đợi được chào đón vào đại gia đình anh em của các dân tộc văn minh, thì không hề có chuyện này xảy ra. Các bạn đã lừa chúng tôi. Tôi không có ý nói cá nhân bạn khi tôi nói bạn. Tất nhiên tôi đang nói về Hoa Kỳ. Lời hứa là NATO sẽ không mở rộng về phía đông, nhưng nó đã xảy ra năm lần. Có 5 làn sóng mở rộng. Chúng tôi đã chịu đựng tất cả những điều đó. Chúng tôi cố gắng thuyết phục họ. Chúng tôi đã nói, làm ơn đừng làm điều đó. Bây giờ, chúng tôi cũng là tư sản như bạn. Chúng tôi là nền kinh tế thị trường và không có quyền lực của đảng Cộng sản. Chúng ta hãy thương lượng. Hơn nữa, tôi cũng đã nói điều này một cách công khai trước đây. Có một thời điểm giữa chúng tôi bắt đầu có sự rạn nứt nào đó. Trước đây, ông Boris Yeltsin đã đến Hoa Kỳ. Hãy nhớ rằng ông ấy phát biểu tại Quốc hội và nói những lời tốt đẹp. Xin Chúa phù hộ nước Mỹ. Mọi điều ông ấy nói đều là tín hiệu. Hãy cho chúng tôi vào. Hãy nhớ lại những diễn tiến ở Nam Tư trước đó. Yeltsin đã hết lời khen ngợi. Ngay khi những diễn biến ở Nam Tư bắt đầu, ông đã lên tiếng ủng hộ người Serbia. Và chúng tôi không thể không lên tiếng bảo vệ người Serbia. Tôi hiểu rằng có những quá trình phức tạp đang diễn ra đó, tôi biết. Nhưng Nga không thể không lên tiếng ủng hộ Serb vì người Serb cũng là dân tộc đặc biệt gần gũi với chúng tôi, với nền văn hóa chính thống giáo. Đó là một dân tộc phải chịu biết bao đau khổ qua nhiều thế hệ. Vâng, bất kể, điều quan trọng là Yeltsin đã bày tỏ sự ủng hộ của mình. Hoa Kỳ làm gì? Họ đã vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc khi bắt đầu ném bom Belgrade. Chính Hoa Kỳ đã dẫn thần đèn ra khỏi cái chai. Hơn nữa, khi Nga phản đối và bày tỏ sự bất bình, thì người ta nói gì? Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế đã trở nên lỗi thời. Bây giờ, mọi người đều viện dẫn luật pháp quốc tế, nhưng lúc đó họ bắt đầu nói rằng mọi thứ đã lỗi thời. Mọi thứ đều phải được thay đổi. Quả thật, có một số điều cần thay đổi khi cán cân quyền lực đã thay đổi. Đó là sự thật, nhưng không phải theo cách này. Yeltsin ngay lập tức bị kéo xuống bùn, bị biệt tội nghiện rượu, không hiểu gì, không biết gì. Thật ra ông ấy hiểu mọi thứ, tôi bảo đảm với bạn. Lúc tôi trở thành tổng thống năm 2000, tôi nghĩ, cũng được thôi, vấn đề Nam Tư đã kết thúc rồi, nhưng chúng ta nên cố gắng phô thuộc lại mối quan hệ. Hãy mở lại cánh cửa mà nước Nga đã cố vắng bước qua. Và hơn nữa, tôi đã nói công khai, tôi có thể nhắc lại. Tại cuộc gặp ở Điện Kremlin với Tổng thống sắp mãn nhiệm Bill Clinton, ngay tại phòng bên cạnh, tôi đã nói với ông ấy rằng, Bill,
Ông có nghĩ rằng nếu Nga đề nghị gia nhập NATO, ông nghĩ điều đó có thể xảy ra không? Đột nhiên ông ấy nói, bạn biết đấy, đó là một điều thú vị. Tôi nghĩ vậy. Nhưng khi vào buổi tối, khi chúng tôi gặp nhau để ăn tối, ông ấy nói, bạn biết không, tôi đã nói chuyện với nhóm của mình. Không, bây giờ điều đó là không thể xảy ra. Anh hãy về hỏi ông Bill đi. Tôi nghĩ ông Bill Clinton đang xem cuộc phỏng vấn của chúng ta. Ông ấy sẽ xác nhận điều đó. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì khác đâu nếu nó sẽ không đã không xảy ra. Được rồi, giờ điều đó không thể. Ông có chân thành không? Nếu được, ông có gia nhập NATO không? Này, tôi đã đặt câu hỏi, liệu có được hay không? Và câu trả lời tôi nhận là không. Nếu mà ông ấy nói, yes, ông có gia nhập hay không? Này, tôi đã đặt câu hỏi rồi. Liệu có được hay không? Tôi muốn thấy được cái sự chân thành từ phía bên kia. Lãnh đạo là ai? Nhưng nếu ông ấy nói đồng ý, ông có gia nhập NATO không? Nếu ông ấy nói đồng ý, quá trình xích lại gần nhau sẽ bắt đầu. Tại sao phía tôi, vùng phía Tây vẫn còn có những sự cay đắng về ông? Và tại sao ông lại nghĩ rằng phương Tây từ chối nước Nga? Tại sao lại có sự thù địch? Tại sao sự kết thúc của chiến tranh lạnh không hàn gắn được mối quan hệ? Điều gì thúc đẩy điều này theo quan điểm của ông? Bạn nói rằng tôi cay đắng về câu trả lời. Không, đó không phải là sự cay đắng. Đó chỉ là sự tuyên bố của sự thật. Chúng ta không phải là cô dâu chú rể, cay đắng, oán hận. Không phải là những chuyện như thế trong hoàn cảnh như vậy. Chúng ta không phải nhận ra rằng chúng ta được chào đón ở đó. Thế thôi, vậy thôi. Nhưng hãy xây dựng mối quan hệ theo cách khác. Hãy tìm kiếm điểm chung. Tại sao chúng ta lại nhận được sự phản hồi tiêu cực như vậy? Tôi có thể đoán tại sao. Một đất nước quá lớn có quan điểm riêng và Hoa Kỳ, tôi đã thấy các vấn đề được giải quyết ở NATO như thế nào. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác liên quan đến Ukraine. Những lãnh đạo chuyên nghiệp của Mỹ gây áp lực và tất cả các thành viên NATO ngoan ngoãn bỏ phiếu, ngay cả khi họ không thích điều gì đó. Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe điều gì đã xảy ra liên quan đến vấn đề Ukraine năm 2008. Mặc dầu vấn đề đang được thảo luận, nhưng tôi sẽ không tiết lộ bí mật để bạn nói bất cứ điều gì mới. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ theo những cách khác nhau. Ví dụ như các sự kiện ở Trung Đông, ở Iraq. Chúng tôi đã xây dựng quan hệ với Mỹ một cách rất mềm mỏng, trân trọng và thận trọng. Tôi đã nhiều lần nêu ra vấn đề Hoa Kỳ không nên ủng hộ chủ nghĩa ly khai hay khủng bố ở Bắc Caucasus. Nhưng họ vẫn tiếp tục làm điều đó. Và hỗ trợ chính trị, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tài chính, thậm chí hỗ trợ quân sự đến từ Hoa Kỳ và các vệ tinh nước này cho các nhóm khủng bố ở Caucasus. Tôi đã từng nêu vấn đề này với đồng nghiệp của mình, cũng là Tổng thống Hoa Kỳ. Ông ấy nói rằng điều đó là không thể. Ông có bằng chứng không? Tôi nói có, tôi đã chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này, và tôi đưa ông bằng chứng về động cơ này. Và anh nhìn thấy, bạn biết ông ấy nói gì không? Tôi xin lỗi, những điều đó đã xảy ra. Tôi trích dẫn, và ông ấy nói, chà, tôi sẽ về và đá đích họ. Và chúng tôi chờ đợi và chờ đợi phản hồi. Đã không có một phản hồi nào. Tôi đã nói với giám đốc FSB của chúng tôi, hãy viết thơ cho CIA. Kết quả của cuộc nói chuyện với Tổng thống là gì? Ông ấy viết một lần, hai lần, và sau đó chúng tôi không nhận được thư trả lời. Chúng tôi có câu trả lời trong kho lưu trữ, CIA trả lời. Chúng tôi đã làm việc với phe đối lập ở Nga. Chúng tôi tin rằng đây là điều đúng đắn và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Nó thật là buồn cười. Vâng, vậy đấy. Chúng tôi nhận rằng điều đó là không thể. Thế lực nào chống lại ông? Ý ông nói là CIA đang cố gắng lật đổ chính phủ của ông hả? Tất nhiên, trong trường hợp cụ thể đó, họ muốn nói đến những kẻ ly khai. Những kẻ khủng bố đã chiến đấu cùng với chúng tôi ở Caucasus. Đó là những người họ gọi là phe đối lập. Đây là điểm thứ hai. Thời điểm thứ ba là thời điểm rất quan trọng. Là thời điểm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được hình thành ngay từ đầu. Chúng tôi đã thuyết phục trong một thời gian dài rằng không nên làm điều đó ở Hoa Kỳ. Hơn nữa,
Sau khi tôi được ông Bush con và Bush cha mời đến thăm nơi ở của các ông trên đại dương, tôi đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với Tổng thống Bush và nhóm của ông. Tôi đề nghị Mỹ, Nga và châu Âu cùng nhau tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa mà chúng tôi tin rằng nếu được tạo ra sẽ đơn phương đe dọa an ninh của chúng tôi. Bất chấp thực tế là Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố rằng nó được tạo nên để chống lại các mối đe dọa tên lửa từ Iran. Đó là một biện minh cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Tôi đề nghị hợp tác với nhau, Nga, Mỹ và châu Âu. Họ nói đó rất là thú vị. Họ hỏi tôi, ông tôi có nghiêm túc không? Tôi nói chắc chắn là tôi nghiêm túc. Có tôi hỏi có thể là năm nào không? Tôi không nhớ. Thật là dễ dàng hơn để tìm hiểu trên Internet khi tôi đến Mỹ theo lời mời của ông Bush cha. Việc học hỏi từ người mà tôi sắp kể cho bạn thậm chí còn dễ dàng hơn. Tôi đã nói rằng nó rất thú vị. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có thể cùng nhau giải quyết một thách thức an ninh chiến lược toàn cầu như vậy, thế giới sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ có những tranh chấp, có thể là tranh chấp về kinh tế hoặc thậm chí là chính trị, nhưng chúng ta có thể thay đổi mạnh mẽ tình hình trên thế giới. Ông ấy nói, có, và hỏi bạn có nghiêm túc không? Tôi nói tất nhiên. Và họ nói chúng tôi cần phải suy nghĩ về nó. Tôi nói xin hãy tiếp tục. Sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Gates, cựu giám đốc CIA và Ngoại trưởng Rice sẽ đến đây trong nội các này, ngay tại bàn này. Họ ngồi đây trên bàn này. Tôi, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ở bên đó. Họ nói với tôi, vâng, chúng tôi đã nghĩ về điều đó. Và tôi nghĩ, tôi nói đồng ý, tôi cảm ơn Chúa tuyệt vời, nhưng mà với một vài ngoại lệ. Vì vậy, đã hai lần, ông mô tả các tổng thống Hoa Kỳ đưa ra quyết định và sau đó bị người đứng đầu cơ quan của họ lại loại bỏ. Vì vậy, theo cách kể của ông, có vẻ như ông đang mô tả một hệ thống điều hành, không phải bởi những người được dân chúng bầu chọn lên sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Và sau đó, họ chỉ bảo chúng tôi hãy biến đi. Tôi sẽ không kể cho bạn chi tiết vì tôi nghĩ nó không chính xác. Suy cho cùng, đó là một cuộc trò chuyện bí mật, nhưng lời đề nghị của chúng tôi đã bị từ chối. Đó là sự thật. Đúng lúc đó tôi đã nói, hãy nhìn xem, nhưng sau đó chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả. Chúng tôi sẽ tạo ra những hệ thống tấn công chắc chắn, sẽ vượt qua được các hệ thống phòng thủ tên lửa. Câu trả lời là, chúng tôi không làm điều này để chống lại các bạn, và bạn làm điều bạn muốn. Giả sử rằng không chống lại chúng ta, không chống lại Hoa Kỳ, tôi nói được, rất tốt. Hãy làm theo cách đó. Và chúng tôi tạo ra các hệ thống siêu thanh, có tầm bắn xuyên lục địa, và chúng tôi tiếp tục phát triển chúng. Hiện nay chúng tôi đang đi trước tất cả mọi người, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, trong việc phát triển hệ thống tấn công siêu thanh. Và chúng tôi đang cải thiện chúng từng ngày, nhưng đó không phải là chúng tôi. Chúng tôi đề nghị đường đi khác, nhưng đã bị đẩy lùi. Bây giờ về sự mở rộng của NATO về phía đông, chà, chúng tôi đã được hứa là sẽ không có NATO ở phía đông, không một tấc nào về phía đông. Như chúng tôi đã được thông báo, và rồi chuyện gì xảy ra? Họ nói, à, nó không được ghi trên giấy tờ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải tiếp tục mở rộng. Vì vậy, có 5 làn sóng mở rộng. Các nước vùng Baltic, toàn bộ Đông Âu, và bây giờ tôi đi ngay vào vấn đề chính. Họ đến Ukraine cuối cùng vào năm 2008 tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest. Họ tuyên bố rằng cánh cửa để Ukraine và Georgia gia nhập NATO đã mở. Bây giờ, về các quyết định được đưa ra ở đó, Đức, Pháp dường như phản đối điều đó, cũng như một số nước châu Âu khác. Nhưng sau đó, hóa ra sau này Tổng thống Bush và ông ấy là một người cứng rắn, một chính trị gia cứng rắn, như tôi được biết sau này. Ông ấy đã gây áp lực lên chúng tôi và chúng tôi phải đồng ý. Thật là nực cười. Nó giống như một trường mẫu giáo. Đâu là sự bảo đảm? Đâu là trường mẫu giáo nào vậy? Đây là những loại người nào vậy? Họ là ai? Bạn thấy đấy, họ đã bị ép. Họ từng đồng ý, rồi họ nói Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Bạn biết đấy. Tôi nói tôi không biết. Tôi biết bạn đã đồng ý vào năm 2008. Tại sao sau này bạn lại không đồng ý? Chà, họ ép chúng tôi rồi họ nói, tại sao ngày mai họ không ép bạn và bạn sẽ đồng ý lại? Điều đó thật là vô lý.
ai ở đó để nói chuyện? Tôi không hiểu chút nào. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện, nhưng với ai? Đâu là sự bảo đảm? Hoàn toàn không có. Vì vậy, họ bắt đầu phát triển lãnh thổ Ukraine. Ở đó có cái gì? Tôi đã kể cho anh nghe bối cảnh lãnh thổ này phát triển như thế nào. Những loại quan hệ, họ đã ở bên Nga. Mỗi người thứ hai hoặc thứ ba ở đó luôn có mối quan hệ nào đó với Nga. Và trong cuộc bầu cử ở Ukraine, vốn đã có chủ quyền độc lập, quốc gia giành được độc lập nhờ tuyên bố độc lập. Và nhân tiện, người ta nói rằng Ukraine là một quốc gia trung lập. Và vào năm 2008, đột nhiên, các cánh cửa hoặc cánh cổng dẫn vào NATO đã được mở ra cho Ukraine. Thôi đi, đây không phải là cách chúng tôi đã đồng ý. Giờ đây, tất cả các tổng thống lên nắm quyền ở Ukraine đều dựa vào cử tri có thái độ tốt với Nga bằng cách này hay cách khác. Đây là phía đông nam của Ukraine. Đây là một số lượng lớn người dân ở đó. Và rất khó để thuyết phục được cử tri vốn có thái độ tích cực với Nga. Ông Viktor Yanukovych lên nắm quyền. Và làm thế nào lần đầu tiên ông giành chiến thắng? Sau đó Tổng thống Kuchma, họ đã tổ chức vòng thứ ba. Điều này không được quy định trong hiến pháp của Ukraine. Đây là một cuộc đảo chính. Hãy tưởng tượng xem ai đó ở Hoa Kỳ sẽ không thích kết quả này. Năm 2014 à? Không, chuyện này xảy ra trước đó. Sau Tổng thống Kuchma, Viktor Yanukovych giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đối thủ của ông không công nhận chiến thắng đó. Mỹ ủng hộ phe đối lập và vòng thứ ba đã được lên lịch. Những cái này là gì? Đây là một cuộc đảo chính. Mỹ ủng hộ và người thắng ở vòng ba lên nắm quyền. Hãy tưởng tượng nếu ở Hoa Kỳ có điều gì đó không theo ý muốn của ai đó và vòng bầu cử thứ ba. Điều mà Hiến pháp Hoa Kỳ không quy định đã được tổ chức. Tuy nhiên, nó đã được thực hiện ở Ukraine. Viktor Yushchenko là người được coi là chính trị gia thân phương Tây lên nắm quyền. Tốt thôi, chúng tôi cũng đã xây dựng được mối quan hệ với ông ấy. Ông ấy đến thăm Moscow, chúng tôi đến thăm Kiev, tôi đã đến thăm Ukraine, chúng tôi gặp nhau trong một khung cảnh thân mật. Nếu ông ấy thân phương Tây thì cũng vậy thôi, tốt rồi. Hãy để mọi người làm công việc của họ. Tình hình đáng lẽ phát triển bên trong Ukraine độc lập nhờ sự lãnh đạo của Kuchma. Mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn và Viktor Yanukovych lên nắm quyền. Có lẽ ông ấy không phải là tổng thống và chính trị gia giỏi nhất. Tôi không biết. Tôi không muốn đưa ra đánh giá. Tuy nhiên, vấn đề liên kết với EU lại nảy sinh. Chúng tôi luôn hướng đến điều này. Tùy bạn thôi, nhưng khi chúng tôi đọc qua liên kết, hiệp ước liên kết, hóa ra nó lại một vấn đề đối với chúng tôi, vì chúng tôi có khu thương mại tự do và biên giới hải quan mở với Ukraine. Mà theo hiệp hội này, Ukraine phải mở biên giới cho châu Âu. Điều này dẫn đến tràn ngập thị trường của chúng tôi. Chúng tôi đã nói không. Điều này sẽ không hiệu quả. Chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Ukraine, sau đó là biên giới hải quan. Yanukovych bắt đầu tính toán Ukraine sẽ được bao nhiêu, mất bao nhiêu, và nói với các đối tác châu Âu của mình rằng, tôi cần thêm thời gian suy nghĩ trước khi ký. Ngay khi ông nói vậy, phe đối lập bắt đầu thực hiện những bước đi phá hoại, được phương Tây ủng hộ. Tất cả đều đổ lỗi cho Biden và cuộc đảo chính ở Ukraine. Vậy là Tổng thống Ukraine giao thương với Nga nhiều hơn với EU. Tất nhiên, vấn đề thậm chí không phải là khối lượng giao dịch, mặc dù phần lớn là như vậy. Đó là vấn đề về quy mô hợp tác mà toàn bộ nền kinh tế Ukraine dựa vào. Quy mô hợp tác giữa các doanh nghiệp đã rất chặt chẽ kể từ thời Liên Xô. Vâng, một doanh nghiệp ở đó từng sản xuất linh kiện để lắp ráp ở Nga, Ukraine và ngược lại. Họ từng có mối quan hệ rất thân thiết. Một cuộc đảo chính đã được thực hiện. Mặc dù bây giờ tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, vì tôi thấy việc đó không phù hợp. Mỹ nói với chúng tôi rằng hãy bình tĩnh, hãy làm cho Yanukovych hạ giọng xuống đi, rồi chúng tôi sẽ xoa dịu phe đối lập. Hãy để tình huống này diễn ra trong kịch bản của một giải pháp chính trị. Chúng tôi nói được rồi, đồng ý, hãy làm theo cách đó. Y chang như người Mỹ yêu cầu, Yanukovych không sử dụng vũ lực vũ trang như cảnh sát. Tuy nhiên, phe đối lập có vũ trang đã thực hiện một cuộc đảo chính ở Kiev.
Điều đó có nghĩa gì? Bạn nghĩ gì? Tôi muốn hỏi lãnh đạo Mỹ lúc bấy giờ. Với sự hỗ trợ của ai? Tất nhiên với sự hỗ trợ của CIA, tổ chức mà ngày xưa bạn muốn gia nhập, theo tôi được biết là như vậy. Cảm ơn Chúa là họ đã không cho bạn gia nhập. Mặc dù đây là một tổ chức nghiêm túc, theo tôi được hiểu. Trước đây, tôi theo tổ chức giữ vi, nghĩa là tôi phục vụ trong tổng cục chính, thứ nhất, cơ quan tình báo của Liên Xô. Họ luôn là đối thủ của chúng tôi. Công việc là công việc thôi. Về mặt kỹ thuật, họ đã làm mọi thứ đúng. Họ đã đạt được mục tiêu thay đổi chính phủ. Tuy nhiên, từ góc độ chính trị, đó là một sai lầm to lớn. Chắc chắn đó là sự tính toán sai lầm của giới lãnh đạo chính trị. Đáng lẽ họ phải thấy nó phát triển thành gì. Vì vậy, cho nên năm 2008, cánh cửa NATO đã được mở cho Ukraine. Năm 2014, xảy ra một cuộc đảo chánh. Họ bắt đầu đàn áp những người không chấp nhận cuộc đảo chánh. Và đó thực sự là một cuộc đảo chánh. Họ đã tạo ra mối đe dọa với Crimea và chúng tôi phải bảo vệ. Họ phát động cuộc chiến ở Donbass vào năm 2014 bằng việc sử dụng máy bay và pháo binh chống lại dân thường. Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu. Có video máy bay tấn công Donetsk từ trên cao. Họ đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Rồi thêm một cái nữa. Họ thất bại. Khi lúc đó họ thất bại, họ bắt đầu chuẩn bị cái tiếp theo. Và tất cả điều này đi ngược lại bối cảnh phát triển quân sự của lãnh thổ này và việc mở cửa của NATO. Làm sao chúng tôi không thể bày tỏ quan ngại về những gì đang xảy ra được? Về phía chúng tôi, đây có thể là một sơ suất đáng trách. Đó là những gì sẽ xảy ra. Chỉ là lý lãnh đạo của chính trị Hoa Kỳ đã đẩy chúng tôi đến ranh giới mà chúng tôi không thể không đi qua. Vì làm như vậy có thể hủy hoại chính nước Nga. Ngoài ra, chúng tôi không thể bỏ rơi ông em mình trong đức tin. Trên thực tế chỉ là người Nga đối với cỗ máy chiến tranh. Vậy là đã 8 năm trước khi xung đột hiện tại bắt đầu. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra thưa ông? Thời điểm mà ông quyết định phải làm điều này là gì? Ban đầu, chính cuộc đảo chính ở Ukraine đã gây ra xung đột. Nhân tiện, hồi đó đại diện của ba nước Âu Châu là Đức, Ba Lan và Pháp liên kết. Họ là những người đã bảo đảm cho việc thỏa thuận đã ký giữa chính phủ Yanukovych và phe đối lập. Họ đã ký nó như là người đứng ra bảo lãnh. Mặc dù vậy, phe đối lập đã thực hiện một cuộc đảo chính. Và tất cả những quốc gia này đều giả vờ rằng họ không nhớ rằng họ là những người bảo đảm cho một giải pháp hòa bình. Họ ném nó xuống tuyết ngay lập tức. Và không ai nhớ lại điều đó. Tôi không biết liệu Hoa Kỳ có biết gì về thỏa thuận giữa phe đối lập với chính quyền và ba người bảo lãnh của họ hay không. Những người thay vì đưa toàn bộ tình hình này trở lại lĩnh vực chính trị, thì lại ủng hộ cuộc đảo chánh. Điều đó vô nghĩa, nhưng hãy tin tôi đi. Vì Tổng thống Yanukovych đồng ý với mọi điều kiện, nên ông ấy sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Điều mà nói thẳng ra là ông ấy không có cơ hội chiến thắng. Mọi người đều biết điều đó. Vậy tại sao lại có cuộc đảo chính? Tại sao lại có các nạn nhân? Tại sao lại đe dọa Crimea? Tại sao lại phát động chiến dịch ở Donbass? Điều này tôi hiểu. Đó chính xác là những gì đã tính toán sai lầm. CIA đã làm việc của mình để hoàn thành cuộc đảo chính. Tôi nghĩ một trong những thứ trưởng ngoại giao đã nói rằng họ tiêu tốn khoảng một khoản tiền lớn, gần 5 tỷ đô la. Nhưng sai lầm chính trị là rất lớn. Tại sao họ phải làm điều đó? Tất cả những điều này có thể được thực hiện một cách hợp pháp. Không có nạn nhân, không có hành động quân sự, không bị mất Crimea. Chúng tôi sẽ không bao giờ cân nhắc đến việc động tới ngón tay nếu không có những diễn biến đẫm máu ở Maidan. Bởi vì chúng tôi đồng ý thực tế là sau khi Liên Xô sụp đổ, biên giới của chúng tôi nằm dọc theo biên giới của các nước Cộng hòa thuộc Liên bang cũ. Chúng tôi đồng ý với điều đó. Chúng tôi chưa bao giờ đồng ý với việc mở rộng NATO, và hơn nữa, chúng tôi chưa bao giờ đồng ý rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO. Chúng tôi không đồng ý đặt căn cứ của NATO ở đó, mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với chúng tôi.
Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi liên tục yêu cầu đừng làm điều đó, đừng làm điều đó. Và điều gì đã xảy ra trong những sự kiện mới nhất? Thứ nhất, dưới lãnh đạo hiện tại của Ukraine tuyên bố rằng họ sẽ không thực hiện các thỏa thuận Minsk đã được ký kết. Như ông biết, sau sự kiện năm 2014 ở Minsk, nơi kế hoạch giải quyết hòa bình của Donbass đã được đặt ra. Và không, giới lãnh đạo Ukraine hiện tại, Bộ trưởng Ngoại giao, tất cả các quan chức khác và sau đó là chính Tổng thống đều nói rằng họ không thích bất cứ điều gì về thỏa thuận Minsk. Nói một cách khác, họ sẽ không thực hiện nó. Cách đây một năm hoặc năm rưỡi, các cựu lãnh đạo của Đức và Pháp đã công khai với toàn thể rằng họ thực sự đã ký các hiệp định ở Minsk, nhưng họ chưa bao giờ có ý định thực hiện, mà chỉ dắt mũi chúng tôi. Có ai để bạn có nói chuyện không? Ông có gọi cho chúng tôi là Tổng thống và Ngoại trưởng của chúng tôi? Chưa. Nếu ông tiếp tục quân sự hóa Ukraine bằng lực lượng NATO, thì điều này sẽ xảy ra, chúng tôi sẽ hành động, có không? Chúng tôi đã nói điều này mọi lúc. Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo Hoa Kỳ và các nước Âu Châu ngăn chặn những diễn biến này ngay lập tức. Hãy thực hiện Hiệp định Minsk. Nhưng mà thành thật mà nói, tôi không biết chúng tôi sẽ làm điều này như thế nào. Nhưng tôi đã sẵn sàng thực hiện Hiệp định Minsk. Những thỏa thuận này gây phức tạp cho Ukraine. Chúng bao gồm rất nhiều yếu tố của sự độc lập của lãnh thổ vùng Donbass. Đúng. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tự tin, và bây giờ tôi đang nói điều này với anh. Tôi thành thật tin rằng nếu chúng tôi thuyết phục được người dân Donbass, và chúng tôi phải làm việc một cách cực lực để thuyết phục họ quay trở lại nhà nước Ukraine, thì dần dần vết thương sẽ bắt đầu lành lại. Và khi phần lãnh thổ này tái hòa nhập vào môi trường xã hội chung, khi lương hưu và phúc lợi xã hội được trả lại, tất cả những phần còn lại sẽ dần dần vào đúng vị trí. Không, không ai muốn điều đó cả. Mọi người đều muốn giải quyết vấn đề chỉ bằng lực lượng quân sự. Nhưng chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Và tình hình đã đến mức phía Ukraine tuyên bố, họ nói rằng không, chúng tôi sẽ không làm gì cả. Họ cũng bắt đầu chuẩn bị cho hành động quân sự. Chính họ đã bắt đầu cuộc chiến vào năm 2014. Mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt cuộc chiến này, và chúng tôi đã không bắt đầu cuộc chiến này vào năm 2022. Đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn nó. Ông nghĩ rằng ông đã dừng nó chưa? Ý tôi là ông đã đạt được mục tiêu của mình chưa? Không. Chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình. Vì một trong số đó là phi quốc xã hóa. Điều này có nghĩa là cấm tất cả mọi loại phong trào phát xít mới. Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi đã thảo luận trong quá trình đàm phán kết thúc ở Istanbul vào đầu năm nay. Và đó không phải là sáng kiến của chúng tôi, vì chúng tôi đặc biệt là người châu Âu nói rằng cần phải tạo điều kiện cho việc ký kết các văn bản cuối cùng. Những người đồng cấp của tôi ở Pháp, ở Đức, nói rằng làm sao bạn có thể tưởng tượng họ ký một hiệp ước với một khẩu súng chĩa vào đầu. Quân đội phải rút khỏi Kiev. Tôi nói, được. Chúng tôi sẽ rút ra khỏi Kiev. Ngay sau khi chúng tôi rút ra khỏi Kiev, các nhà đàm phán Ukraine của chúng tôi đã ngay lập tức ném tất cả các thỏa thuận đã đạt được ở Istanbul vào thùng rác. Và họ chuẩn bị cho cuộc đối đầu vũ trang lâu dài với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các nước vệ tinh ở nước của nước này ở châu Âu. Đó là cách mà tình hình hiện giờ đang phát triển và nó như thế đó. Xin thứ lỗi cho tôi biết cái hiểu biết thiếu của tôi. Phi phát xít hóa là gì? Điều đó có nghĩa là gì? Đó là điều tôi muốn nói lúc này. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Phi quốc xã hóa, hay còn gọi là phát xít hóa. Sau khi giành được độc lập, Ukraine bắt đầu tìm kiếm bản sắc của mình, như một số nhà phân tích phương Tây nói. Và nếu bạn là người theo trực giác, bạn có thể cảm nhận được không có gì tốt hơn là xây dựng danh tính này dựa trên một số
các anh hùng giả đã cộng tác với Hitler. Tôi đã nói rằng, vào khoảng đầu thế kỷ 19, khi các nhà lý luận về độc lập và chủ quyền của Ukraine xuất hiện, họ cho rằng một Ukraine độc lập phải có quan hệ rất tốt với Nga. Nhưng do sự phát triển của lịch sử, những vùng lãnh thổ đó là một phần của khối thịnh vượng chung, Ba Lan, Litva. Ba Lan là nơi người Ukraine bị đàn áp và bị đối xử khá tàn bạo, cũng như phải chịu những hành vi tàn ác. Cũng có những nỗ lực nhằm tiêu diệt danh tính của họ. Tất cả điều này vẫn còn trong ký ức của người dân. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, một bộ phận phần lớn tinh hoa theo chủ nghĩa dân tộc cực kỳ này đã hợp tác với Hitler. Họ tin rằng ông ta sẽ mang lại tự do cho họ. Quân Đức, thậm chí có cả quân SS, đã bắt đầu bắt những kẻ cộng tác với Hitler làm cho công việc bẩn thỉu nhất là tiêu diệt người dân Ba Lan và người Do Thái. Do đó mới xảy ra vụ thảm sát tàn bạo người Ba Lan và người Do Thái, cũng như người Nga. Việc này được lãnh đạo bởi những người nổi tiếng, Bandera, Shukevich. Chính những người đó đã được phong làm anh hùng dân tộc. Đó là vấn đề. Và chúng ta liên tục được thông báo rằng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc xã mới cũng tồn tại ở nhiều quốc gia khác. Vâng, chúng là những cây con, nhưng chúng tôi đã nhổ chúng đi và các nước khác đã chiến đấu chống lại họ. Nhưng Ukraine thì không làm như vậy. Những người này đã được tôn vinh thành anh hùng dân tộc ở Ukraine. Tượng đài cho những người đó được dựng lên. Chúng được hiển thị trên các lá cờ, tên của họ được la hét lên bởi đám đông cầm đuốc đi dạo, giống như trong thời Đức Quốc xã. Đây là những người đã tiêu diệt người Ba Lan, người Do Thái và người Nga. Chúng ta cần phải chấm dứt hành vi này và ngăn chặn việc phổ biến khái niệm này. Tôi nói rằng nhiều người Ukraine là một phần của dân tộc Nga. Họ nói không, chúng tôi là một dân tộc riêng biệt. Tốt thôi, nếu họ coi mình là một dân tộc riêng biệt thì họ có quyền làm như vậy, nhưng không phải dựa trên chủ nghĩa phát xít hoặc hệ tư tưởng phát xít. Ông có hài lòng với lãnh thổ hiện nay của ông không? Tôi sẽ trả lời xong câu hỏi anh vừa đặt ra, câu hỏi về chủ nghĩa phát xít mới và sự phi phát xít hóa. Hãy nhìn này, khi Tổng thống Ukraine thăm Canada, câu chuyện được nhiều người biết đến nhưng lại bị im lặng đi ở các nước phương Tây. Quốc hội Canada đã giới thiệu một người đàn ông mà Chủ tịch Quốc hội cho biết đã chiến đấu chống lại người Nga trong Thế chiến thứ hai. Chà, ai là người đã chống lại người Nga trong Thế chiến thứ hai vậy? Đích thị không khác hơn, đó là Hitler và đồng bọn. Và hóa ra, người đàn ông này phục vụ trong quân đội SS. Ông ta đã đích thân giết người Nga, người Ba Lan và người Do Thái. Quân đội Hoa Kỳ, bao gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, đã thực hiện công việc bẩn thỉu này. Tổng thống Ukraine đứng dậy cùng toàn thể Quốc hội Canada và tán thưởng người đàn ông này. Làm thế nào điều này có thể tưởng tượng được? Nhân tiện, bản thân Tổng thống Ukraine cũng là người Do Thái theo quốc tịch. Thực sự câu hỏi của tôi là, bạn sẽ làm gì với nó? Ý tôi là Hitler đã chết được 80 năm rồi. Đức Quốc xã cũng không còn. Và như vậy, thì tôi nghĩ bạn đang nói là bạn muốn dập tắt hoặc ít nhất là kiểm soát chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Nhưng bằng cách nào? Làm sao? Làm thế nào để có thể làm được điều đó? Hãy nghe tôi. Câu hỏi của bạn rất tinh tế. Và tôi có thể cho bạn biết tôi suy nghĩ gì. Tất nhiên, đừng cảm thấy bị xúc phạm. Câu hỏi này có vẻ tế nhị, rất khó chịu. Vâng, khá khó chịu. Ông nói ông Hitler đã chết nhiều năm rồi, 80 năm. Nhưng tấm gương của ông ấy vẫn còn tồn tại. Những kẻ tiêu diệt, những người Do Thái, người Nga hay người Ba Lan vẫn còn sống. Và Tổng thống đương nhiệm của Ukraine ngày nay
đã hoan nghênh ông ta một cách nhiệt liệt tại Quốc hội Canada. Đưa ra sự hoan nghênh nhiệt liệt, liệu chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã nhổ tận gốc rễ hệ tư tưởng này không? Nếu những gì chúng ta đang thấy đang xảy ra ngày nay thì đó chính là những gì chúng ta hiểu về phi phát xít hóa. Chúng ta cần phải loại bỏ những người duy trì quan niệm này, ủng hộ cách thực hành này và cố gắng bảo tồn nó. Đó chính là phi phát xít hóa. Đây là những gì chúng tôi muốn nói. Đúng vậy, câu hỏi của tôi cụ thể hơn tất nhiên, đó không phải là sự bảo vệ Đức Quốc xã dù mới hay không. Đó là một câu hỏi thực tế. Ngài không thể kiểm soát toàn bộ đất nước. Ngài không kiểm soát Kiev. Có vẻ như Ngài không muốn vậy. Vậy làm thế nào Ngài loại bỏ một nền văn hóa, một hệ tư tưởng hay những cảm xúc, quan điểm về lịch sử của một quốc gia nào mà Ngài không kiểm soát được? Ngài có thể làm gì về điều đó? Anh biết đấy, dù anh có thấy lạ lùng thế nào trong các cuộc đàm phán ở Istanbul hay không, chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi đã có tất cả bằng văn bản. Chủ nghĩa quốc xã mới sẽ không được nuôi dưỡng ở Ukraine, kể cả việc nó sẽ bị cấm ở cấp độ lập pháp. Ông Carson à, chúng tôi đã đồng ý về điều đó. Hóa ra điều này có thể được thực hiện trong quá trình đàm phán. Và không có gì đáng xấu hổ với Ukraine với tư cách là một quốc gia văn minh hiện đại. Có quốc gia nào cho phép quảng bá chủ nghĩa phát xít không? Có phải vậy không? Chỉ vậy thôi. Sẽ có cuộc đàm phán chứ? Và tại sao có cuộc đàm phán về giải quyết xung đột ở Ukraine? Một đàm phán hòa bình. Vâng, đã có rồi. Họ đã đạt đến một mức độ phối hợp rất cao giữa một vị trí trong quá trình phức tạp và gần như đã sắp hoàn thành. Nhưng sau khi chúng tôi rút quân khỏi Kiev, như tôi đã nói, phía bên kia đã vứt bỏ tất cả các thỏa thuận và tuân theo chỉ thị của các nước phương Tây và các nước châu Âu cũng như Mỹ để chiến đấu với Nga cho đến cùng. Hơn nữa, Tổng thống Ukraine đã ra luật cấm đàm phán với Nga. Ông đã ký sắc lệnh cấm mọi người đàm phán với Nga. Nhưng chúng ta sẽ đàm phán thế nào nếu ông ấy cấm mình và mọi người làm điều này? Chúng tôi biết rằng ông ấy đưa ra một số ý tưởng về thỏa thuận này. Nhưng để thống nhất về điều gì đó, chúng ta cần phải có một cuộc đối thoại. Điều đó không đúng sao? Chà, ông nói chuyện với Tổng thống Ukraine. Ông nói chuyện với Tổng thống Mỹ chưa? Lần cuối ông nói chuyện với ông Joe Biden là khi nào? Tôi không thể nhớ mình đã nói chuyện với ông ấy khi nào. Ông không nhớ? Ông có thể tra cứu nó. Ông không nhớ à? Không. Tôi không cần phải nhớ mọi thứ. Tôi có nhiều việc riêng của mình để làm. Tôi có các vấn đề chính trị trong nước. À, ông ấy đang tài trợ cho cuộc chiến mà ông đã chiến đấu. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó ông phải đáng nhớ là khác chứ. Vâng, ông ấy tài trợ, nhưng tất nhiên là tôi đã nói chuyện với ông ấy trước chiến dịch quân sự đặc biệt. Và nhân tiện tôi cũng đã nói với ông ấy rằng tôi sẽ không đi vào chi tiết. Tôi không bao giờ làm như vậy. Nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng tôi tin rằng ông ấy đang phạm một sai lầm to lớn mang tính lịch sử khi ủng hộ mọi thứ đang diễn ra ở đó, ở Ukraine, bằng cách đẩy Nga ra xa. Nhân tiện, tôi đã nói với ông ấy, nói đi nói lại với ông ấy rằng hãy nghĩ điều đó đúng. Thì tôi sẽ ngừng lại ở đây. Ông vẫn chưa nói chuyện với ông ấy à? Ông ấy đã nói gì? Hãy hỏi ông ấy đi. Điều dễ dàng hơn cho ông. Ông là công dân Hoa Kỳ. Hãy đi hỏi ông ấy. Tôi không thích bàn luận về những điều trò chuyện riêng của chúng tôi. Nhưng ông đã không nói chuyện ông ấy kể từ trước tháng 2 năm 2022 sao? Không, chúng tôi chưa nói chuyện. Tuy nhiên, một số liên hệ nhất định đang được duy trì. Anh có nhớ những gì tôi đã nói với anh về đề xuất hợp tác với nhau phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa không? Có. Anh có thể hỏi họ tất cả. Tất cả đều bình an vô sự. Cảm ơn Thượng Đế. Ông cựu Tổng thống Condoleezza Rice bình an vô sự. Và tôi nghĩ ông Gates, giám đốc hiện tại của cơ quan tình báo, ông Burns, đại sứ lúc bấy giờ ở Nga, theo tôi, là những người rất thành công. Họ đều là những nhân chứng cho những cuộc trò chuyện này. Hỏi họ, ở đây cũng vậy.
Nếu anh quan tâm đến những gì Tổng thống Biden trả lời, hãy hỏi ông ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy về điều đó. Tôi chắc chắn quan tâm. Nhìn từ bên ngoài có vẻ những điều này có thể biến chất hoặc phát triển thành thứ gì đó, khiến cả thế giới rơi vào xung đột và có thể bắt đầu một số vụ phóng hạt nhân. Vậy tại sao ông không gọi cho ông Biden và nói hãy giải quyết vấn đề này đi? Có gì để mà cần phải giải quyết? Nó rất là đơn giản. Tôi nhắc lại, chúng tôi có liên hệ thông qua nhiều cơ quan khác nhau. Tôi sẽ cho bạn biết những gì chúng tôi đang nói về vấn đề này và những gì chúng tôi đang truyền đạt tới giới lãnh đạo Hoa Kỳ. Nếu bạn thật sự muốn ngừng chiến đấu, bạn cần ngừng cung cấp vũ khí. Nó sẽ kết thúc trong vài một tuần. Đó là vậy thôi. Và sau đó, chúng ta có thể đồng ý một số điều khoản trước khi bạn làm điều đó. Hãy dừng lại. Điều gì dễ dàng hơn? Tại sao tôi phải gọi ông ấy? Tôi nên nói chuyện với ông ấy điều gì? Hay cầu khẩn ông ấy điều gì? Và ông nhận được thông điệp gì? Ông định giao vũ khí này nọ cho Ukraine phải không? Ôi, tôi sợ quá, tôi sợ quá. Làm ơn, xin đừng. Có gì để nói không? Ngài có nghĩ NATO lo lắng về việc điều này trở thành một cuộc chiến tranh toàn cầu hay xung đột hạt nhân không? Ít nhất đó là những gì họ đang nói đến. Và họ đang cố gắng đe dọa người dân của mình bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga. Đây là một sự thật hiển nhiên. Và những người có tư duy, không phải những người phàm tục, mà là những người có tư duy, các nhà phân tích, những người tham gia vào chính trị thật sự, những người thông minh, hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là hàng giả. Họ đang cố gắng thúc đẩy mối quan hệ đe dọa từ Nga. Mối đe dọa mà tôi nghĩ ông đang đề cập đến là cuộc xâm lược Ba Lan của Nga, Latvia. Hành vi theo chủ nghĩa bành trướng, ông có thể tưởng tượng một kịch bản mà ông gửi quân đội Nga đến Ba Lan không? Chỉ trong một trường hợp thôi nếu Ba Lan tấn công Nga. Tại sao? Bởi vì chúng tôi không có hứng thú với Ba Lan, Latvia hay bất cứ nơi nào khác. Tại sao chúng tôi phải làm điều đó? Đơn giản là chúng tôi không có hứng thú. Đó chỉ là một sự đồn thổi. Cha lập luận, tôi biết ông, đây là việc ông đã xâm chiếm Ukraine, ông có mục tiêu lãnh thổ trên khắp lục địa, và ông đang nói rõ là ông không hề. Điều đó hoàn toàn là không thể xảy ra. Không có thể nghi vấn gì về chuyện đó cả. Anh không cần phải là một nhà phân tích. Việc tham gia một cuộc chiến tranh toàn cầu, đó là đi ngược lại lẽ thường. Và là một cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ đưa toàn thể nhân loại đến bờ vực diệt vong. Đó là điều hiển nhiên. Chắc chắn có biện pháp ngăn chặn. Họ đã khiến mọi người bên chúng tôi sợ hãi suốt thời gian qua. Ngày mai, Nga sẽ sử dụng vũ khí, hạt nhân chiến thuật. Ngày mai, Nga sẽ sử dụng nó, không ngày mốt. Vậy thì sao? Để moi thêm tiền từ người nộp thuế của Hoa Kỳ và người nộp thuế của Âu Châu trong cuộc đối đầu với Nga trên chiến trường Ukraine. Nhưng mục tiêu là làm suy yếu nước Nga càng nhiều càng tốt. Một trong những thượng nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ từ bang New York, ông Chuck Schumer, hôm qua đã nói, tôi tin rằng chúng tôi phải tiếp tục hỗ trợ tài chính cho nỗ lực ở Ukraine. Nếu không thì dân quân Hoa Kỳ có thể phải chiến đấu tại đó. Ông đánh giá điều đó như thế nào? Đây là một sự khiêu khích. Và là một sự khiêu khích rẻ tiền. Tôi không hiểu tại sao lính Mỹ lại phải chiến đấu ở Ukraine. Họ có lính đánh thuê đến từ Hoa Kỳ. Họ có số lượng lính đánh thuê lớn hơn đến từ Ba Lan. Với lính đánh thuê đến từ Hoa Kỳ ở vị trí thứ hai và lính đánh thuê từ Georgia ở vị trí thứ ba. Nếu ai đó muốn gửi quân chính quy, điều đó chắc chắn sẽ đưa nhân loại đến bờ vực của một cuộc xung đột toàn cầu rất nghiêm trọng. Điều này rất là hiển nhiên. Nước Mỹ có cần điều này không? Để làm gì? Cách xa lãnh thổ quốc gia của bạn hàng ngàn dặm. Bạn không có việc gì tốt hơn để làm sao? Bạn có vấn đề ở biên giới, các vấn đề về di cư, các vấn đề về nợ quốc gia,
hơn 33.000 tỷ đô la. Bạn không có điều gì tốt hơn để làm, cho nên bạn phải đi chiến đấu ở Ukraine. Có phải tốt hơn nếu đàm phán với Nga không? Thiết lập sự thống nhất. Đã hiểu được tình hình đang phát triển ngày nay, nhận ra rằng Nga sẽ chiến đấu đến cùng vì lợi ích của mình. Và nhận ra rằng thực sự là việc quay trở lại là lẽ thường. Hãy bắt đầu tôn trọng đất nước chúng ta và lợi ích của nó và tìm kiếm những giải pháp nhất định. Đối với tôi, có vẻ như điều này thông minh và hợp lý hơn rất nhiều. Ai đã cho nổ Nord Stream? Chắc chắn là bạn rồi. Ồ, hôm đó tôi bận. Tôi không có cho nổ Nord Stream đâu. Cảm ơn ông. Cá nhân ông thì không có bằng thì có bằng chứng để ngoại phạm. Nhưng mà CIA thì không có bằng chứng ngoại phạm như vậy. Ông có bằng chứng cho nào cho thấy NATO hoặc CIA đã làm điều đó không? Anh biết đấy, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Nhưng mọi người luôn nói trong trường hợp như vậy, hãy tìm người quan tâm. Trong trường hợp này, chúng ta không chỉ nên tìm người quan tâm, mà còn phải tìm người có khả năng để làm chuyện đó. Vì có thể có nhiều người quan tâm, nhưng không phải ai cũng có khả năng chìm xuống biển, đáy biển Baltic và làm hai vụ nổ này. Hai điều này phải đi chung với nhau. Ai thực sự là người quan tâm cũng có khả năng thực hiện điều đó. Tôi thực sự không hiểu. Ý tôi, đó là một hành động khủng bố công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay và là lượng phát thải CO2 lớn nhất lịch sử. Được rồi, nếu vậy ông có bằng chứng và có lẽ đã cung cấp cho an ninh hoặc dịch vụ tình báo cho rằng NATO, Mỹ, CIA, phương Tây đã làm điều này. Tại sao ông không trình nó ra và giành chiến thắng về mặt tuyên truyền? Trong cuộc chiến tuyên truyền, khó có thể đánh bại Mỹ vì Mỹ kiểm soát toàn bộ truyền thông thế giới và phương tiện truyền thông Âu Châu. Người hưởng lợi cuối cùng của các phương tiện truyền thông lớn nhất Âu Châu là các tổ chức tài chính của Mỹ. Ông không biết điều đó sao? Vì vậy, bất cứ ai cũng có thể tham gia vào việc này, nhưng có thể nói là rất tốn kém. Chúng ta có thể chỉ chú ý đến nguồn thông tin của mình, và chúng ta sẽ không đạt được kết quả như ý. Cả thế giới đều rõ chuyện gì đã và đang xảy ra. Ngay cả các nhà phân tích Mỹ cũng nói trực tiếp về nó. Đúng là như vậy. Vâng, nhưng đây là câu hỏi mà ông có thể trả lời. Ông đã làm việc rất là lớn, nổi tiếng ở Đức. Người Đức cũng rõ rằng biết đối tác của NATO và họ đã làm điều này, chứ không phải họ. Và nó đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của họ. Có thể họ sẽ không bao giờ hồi phục được. Tại sao họ lại im lặng về điều đó? Điều đó rất là khó hiểu đối với tôi. Tại sao người Đức không nói gì về chuyện này? Điều này cũng làm tôi bối rối lắm. Những giới lãnh đạo của Đức ngày nay được hướng dẫn bởi lợi ích của tập thể phương Tây hơn là lợi ích quốc gia của họ. Mặt khác, rất khó để giải thích logic việc hành động hay không hành động của họ. Suy cho cùng, vấn đề không phải là Nord Stream 1 đã nổ tung và Nord Stream 2 đã bị hư hỏng, mà còn là một đường ống khác vẫn an toàn. Khí đốt có thể được cung cấp cho Âu Châu thông qua nó, nhưng Đức không mở nó. Chúng tôi sẵn sàng, vui lòng mở ra đi. Ngoài ra còn có một đường khác đi xuyên Ba Lan tên là Yamal Europe. Tuyến đường này cũng cho phép lưu lượng lớn. Ba Lan đã đóng cửa, nhưng Ba Lan cướp trên tay của Đức. Họ nhận tiền của các quỹ Liên Âu Châu và Đức là nhà tài trợ chính cho các quỹ Liên Âu Châu này. Đức đang cung cấp thức ăn cho Ba Lan ở một mức độ nhất định, nhưng Ba Lan lại đóng đường dẫn tới Đức. Tại sao? Đối với Ukraine, tôi không hiểu. Ukraine là nơi mà người Đức cung cấp vũ khí và cho tiền. Đức là người tài trợ thứ hai sau Hoa Kỳ về việc tài trợ tài chính cho Ukraine. Có hai tuyến đường khí đốt đi qua Ukraine. Họ chỉ đơn giản là đóng một tuyến đường tên là đường Ukraine và họ lại mở cái đường thứ hai kia và xin vui lòng lấy khí đốt từ Nga. Họ cũng không mở nó ra. Tại sao người Đức không nói rằng, này các bạn, chúng tôi sẽ cung cấp tiền và vũ khí cho các bạn. Hãy mở van ra. Xin hãy mở khí đốt từ Nga đi qua chúng tôi. Chúng đang mua khí đốt với giá cắt cổ ở Âu Châu. Điều này khiến mức độ cạnh tranh và nền kinh tế của chúng tôi nói chung giảm xuống mức zero. Vậy bạn có muốn chúng tôi đưa tiền cho bạn không? Hãy để chúng tôi tồn tại một cách đàng hoàng để kiếm tiền cho nền kinh tế của chúng tôi.
Bởi vì đây là nơi mà số tiền chúng tôi sẽ có để đưa cho bạn. Họ từ chối làm như vậy. Tại sao? Hãy hỏi họ. Đó là những gì diễn ra trong đầu họ. Đó là những người rất thiếu năng lực. Chà, có lẽ thế giới đang chia làm hai bán cầu, một bên có năng lượng giá rẻ, bên kia không có. Và tôi muốn hỏi ông rằng nếu chúng ta là một thế giới đa cực thì rõ ràng là như vậy. Ông có thể mô tả các khối liên minh, ai bên nào không? Ông nghĩ sao? Nghe này, anh vừa nói rằng thế giới đang chia thành hai bán cầu. Bộ não của con người được chia thành hai bán cầu luôn. Một bên chịu trách nhiệm về các hoạt động, một bên kia thì thiên về sự sáng tạo. Nhưng nó vẫn là cùng một cái đầu. Thế giới nên là một tổng thể duy nhất. An ninh nên được chia sẻ chứ không phải là phương tiện dành cho giới tỷ phú vàng. Đó là kịch bản duy nhất mà thế giới có thể ổn định, bền vững và có thể dự đoán được. Cho đến lúc đó, khi cái đầu bị chia làm hai, đó là một căn bệnh, một tình trạng bất lợi nghiêm trọng. Đó là thời kỳ bệnh tật nghiêm trọng mà thế giới đang trải qua. Nhưng tôi nghĩ nhờ báo chí trung thực mà công việc này cũng giống như việc của các bác sĩ, điều này bằng cách nào đó có thể khắc phục được. Hãy lấy một ví dụ, đồng đô la Mỹ, thứ đã thống nhất thế giới theo nhiều cách. Có thể không, có thể lợi cho ông, nhưng chắc chắn có lợi cho chúng tôi. Có phải đồng tiền đó sẽ biến mất với tư cách là đồng tiền dự trữ, còn đồng tiền com được chấp nhận rộng rãi không? Ông nghĩ các biện pháp trừng phạt thay đổi vị trí của đồng đô la như thế nào trên thế giới? Anh biết đấy, sử dụng đồng đô la làm công cụ đấu tranh chính sách đối ngoại là một trong những sai lầm chiến lược lớn nhất của giới lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ. Đồng đô la là nền tảng của sức mạnh Hoa Kỳ. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rất rõ ràng rằng dù có in bao nhiêu đô la thì chúng cũng sẽ nhanh chóng được phân tán trên toàn thế giới. Lạm phát ở Hoa Kỳ là tối thiểu. Tôi nghĩ khoảng 3 hoặc là 3-4% gì đó. Tức là hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ. Nhưng họ sẽ không ngừng in ấn. Khoản nợ 33.000 tỷ cho chúng ta biết điều gì? Đó là một sự phát thải. Tuy nhiên, nó là một vũ khí chính trị được Hoa Kỳ sử dụng để bảo toàn quyền lực của mình trên toàn thế giới. Ngay khi giới lãnh đạo chính trị quyết định sử dụng đồng đô la Mỹ làm công cụ chính trị đấu tranh, quyền lực này của Mỹ đã bị giáng một đòn mạnh. Tôi không muốn sử dụng bất kỳ ngôn ngữ mạnh mẽ nào, nhưng đó là một việc làm ngu ngốc và là một sai lầm nghiêm trọng. Hãy nhìn những gì đang xảy ra trên thế giới. Ngay cả các đồng minh của Hoa Kỳ hiện nay cũng đang giảm quy mô dự trữ đô la của họ. Thật vậy, mọi người bắt đầu tìm cách bảo vệ mình. Nhưng việc Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với một quốc gia, chẳng hạn như đặt ra các hạn chế đối với giao dịch, đóng băng tài sản, gây ra mối quan ngại sâu sắc và tín hiệu đến toàn thế giới. Chúng ta đang có chuyện gì đây? Cho đến năm 2022, khoảng 80% giao dịch ngoại thương của Nga được thực hiện bằng đô la Mỹ và euro. Đô la Mỹ chiếm khoảng 50% giao dịch của chúng tôi với các nước thứ ba. Vâng, hiện tại nó đã giảm xuống chỉ còn 13%. Không phải chúng tôi cấm sử dụng đồng đô la của Mỹ. Chúng tôi không có ý định như vậy. Đó là quyết định của Hoa Kỳ nhằm hạn chế các giao dịch của chúng tôi bằng đồng đô la Mỹ. Tôi nghĩ đó là sự ngu ngốc hoàn toàn nếu xét từ quan điểm lợi ích của chính Hoa Kỳ và người nộp thuế của nước này, vì nó gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, làm suy yếu sức mạnh của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Nhân tiện, giao dịch của chúng tôi bằng nhân dân tệ chiếm khoảng 3%. Ngày nay là 34%, giao dịch của chúng tôi được thực hiện bằng đồng rúp và tương đương như vậy. Hơn 34% bằng nhân dân tệ.
Tại sao Hoa Kỳ làm điều này? Suy đoán duy nhất của tôi đó là sự tự lừa dối mình. Có lẽ họ nghĩ nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn, nhưng không có gì sụp đổ cả. Hơn nữa các quốc gia khác, bao gồm các nhà sản xuất dầu, đang nghĩ đến và đã chấp nhận thông toán bằng đồng nhân dân tệ. Bạn thậm chí có nhận ra được điều gì đang xảy ra không? Có ai ở Mỹ nhận ra điều này không? Các bạn đang làm gì thế? Các bạn đang tự cắt đứt chính mình. Tất cả các chuyên gia đều nói điều này. Hãy hỏi bất kỳ người thông minh nào, có tư duy nào ở Hoa Kỳ, xem đồng đô la có ý nghĩa như thế nào đối với Hoa Kỳ. Nhưng bạn đang giết nó bằng chính đôi tay của mình. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ đó là một đánh giá khá công bằng. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và có thể ông đánh đổi một quyền lực thuộc địa này để lấy một quyền lực thực dân khác, ít tình cảm và dễ tha thứ hơn nhiều. Ý tôi là, chẳng hạn như BRICS có cơ hội hoặc là nguy cơ bị thống trị hoàn toàn bởi nền kinh tế Trung Quốc không? Theo cách đó, có vẻ không tốt cho chủ quyền của họ. Ông có lo lắng về điều đó không? Chúng tôi đã từng nghe những câu chuyện hù ông kẻ trước đây. Đó là một câu chuyện về Boogeyman. Chúng tôi là hàng xóm của Trung Quốc. Anh không thể chọn hàng xóm cũng như anh không thể chọn họ hàng gần được. Chúng tôi có chung đường biên giới cả hàng ngàn cây số với họ. Điều thứ hai là chúng tôi có lịch sử chung sống lâu dài hàng thế kỷ. Chúng tôi đã quen rồi. Thứ ba, triết lý, chính sách đối ngoại của Trung Quốc là không hung hăng. Ý tưởng của nó là luôn tìm kiếm sự thương thỏa. Và chúng ta có thể thấy điều đó, và đó là điểm tiếp theo. Chúng ta luôn được kể cùng một câu chuyện về một ông kẻ. Và ở đây, nó được trình bày dưới dạng uyển ngữ. Do đó, những câu chuyện về ông kẻ hợp tác với Trung Quốc không ngừng tăng lên. Tốc độ hợp tác của Trung Quốc với Âu Châu ngày càng tăng hơn tốc độ tăng trưởng hợp tác của Trung Quốc với Nga. Nếu bạn hỏi những người Âu Châu, họ có sợ điều đó không? Tôi không biết, có thể là họ sợ, nhưng họ vẫn đang cố gắng tiếp cận với thị trường Trung Quốc bằng mọi giá, nhất là khi họ đang phải đối mặt với các vấn đề về kinh tế của chính họ. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang tìm hiểu thị trường châu Âu. Các doanh nghiệp Trung Quốc có sự hiện diện nhỏ ở Hoa Kỳ, đúng. Các quyết định chính trị quá quắt đến mức họ đang cố gắng hạn chế hợp tác với Trung Quốc. Đó là sự bất lợi cho chính ông Tucker, khi ông hạn chế hợp tác với Trung Quốc. Ông đang làm tổn thương chính mình, và đó là vấn đề rất tế nhị và không có giải pháp trên đạn bạc nào, giống như với đồng đô la. Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ biện pháp trừng phạt bất hợp pháp nào trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc, người ta phải suy nghĩ cẩn thận. Điều này dường như là một vấn đề. Như vậy thì ông vừa nói rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không bị chia cắt thành các liên minh cạnh tranh, nếu có sự hợp tác toàn cầu. Một trong những lý do ông không có được điều đó là vì chính quyền Mỹ hiện tại kiên quyết chống lại ông. Ông có nghĩ rằng nếu có một chính quyền mới sau Joe Biden, ông sẽ thiết lập lại liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ không? Hay là việc tổng thống là không quan trọng? Tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng hãy để tôi kết thúc suy nghĩ trước đó. Chúng tôi cùng với đồng nghiệp và người bạn của tôi, Chủ tịch Tập Cận Bình, đã đặt mục tiêu đạt 200 tỷ đô la thương mại song phương với Trung Quốc trong năm nay. Chúng tôi đã vượt qua mức này. Theo số liệu của chúng tôi, thương mại song phương của chúng tôi với Trung Quốc đạt tổng cộng 230 tỷ đô la. Và số liệu thống kê của Trung Quốc cho biết con số này là 240 tỷ đô la. Một điều quan trọng hơn, thương mại của chúng tôi rất cân bằng, bổ sung lẫn nhau trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, nghiên cứu và phát triển khoa học. Nó rất cân bằng. Đối với BRICS, nơi Nga đảm nhận chức chủ tịch trong năm nay, các nước BRICS nhìn chung đang phát triển rất nhanh. Hãy nhìn xem, nếu trí nhớ của tôi không nhầm, thì vào năm 1992, tỷ trọng của các nước G7 trong nền kinh tế thế giới lên 47%. Trong khi vào năm 2022, tôi nghĩ tỷ trọng này đã giảm xuống còn hơn 30% một chút.
Các nước BRICS chỉ chiếm 16% vào năm 1992, nhưng hiện nay thị phần của họ đã lớn hơn G7. Nó hoàn toàn không liên quan gì đến sự kiện đang diễn ra ở Ukraine. Điều này là xu hướng phát triển toàn cầu và kinh tế thế giới như tôi đề cập. Và điều này không thể tránh khỏi. Điều này sẽ tiếp tục xảy ra. Nó giống như những tia nắng của mặt trời. Bạn không thể ngăn cản mặt trời mọc. Bạn phải thích nghi với nó. Hoa Kỳ thích nghi như thế nào với sự trợ giúp của các biện pháp trừng phạt, vũ lực, áp lực, đánh bom và sử dụng lực lượng vũ trang? Đây là về sự tự lừa dối mình. Cơ sở chính trị của bạn không hiểu rằng thế giới đang thay đổi trong hoàn cảnh khách quan. Và để duy trì đẳng cấp của bạn, ngay cả khi có ai đó khao khát về mức độ thống trị, hãy bỏ qua cho tôi khi phải dùng từ như vậy. Bạn phải đưa ra những quyết định đúng đắn một cách có thẩm quyền và kịp thời. Những hành động tàn bạo như vậy, bao gồm cả đối với Nga và các quốc gia khác, đều phản tác dụng. Đây là một sự thật hiển nhiên. Nó đã trở nên rất rõ ràng rồi. Anh vừa hỏi tôi, có lãnh đạo nào khác đến và thay đổi điều gì không? Nó không phải là về người lãnh đạo. Nó là về tính cách của một con người cụ thể, và cũng không phải như vậy. Tôi đã có một mối quan hệ rất tốt đối với Bush con. Tôi biết rằng ở Hoa Kỳ, ông ấy được mô tả là một cậu bé nhà quê, không hiểu biết nhiều. Nhưng mà tôi bảo đảm với bạn rằng không phải đó là trường hợp. Tôi nghĩ ông ấy đã phạm nhiều sai lầm với Nga. Tôi đã kể cho bạn nghe năm 2008 về quyết định ở Bucharest mở cửa cho NATO đối với Ukraine. Điều đó đã xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy. Ông ấy đã thực sự để gây áp lực lên cho người Âu Châu. Nhưng nhìn chung ở cấp độ cá nhân, tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy. Ông ta không tệ hơn bất kỳ chính trị gia Mỹ, Nga hay châu Âu nào khác. Tôi đảm bảo với bạn rằng ông ấy hiểu những gì mình đang làm, cũng như những người khác. Tôi cũng có mối quan hệ cá nhân như vậy đối với ông Trump. Đó không phải là về tính cách của người lãnh đạo, nhưng ngược lại nó là về tư duy của giới thượng lưu, sự thỏa thuận của người lãnh đạo. Nếu ý tưởng thống trị bằng bất cứ mọi giá nào, dựa trên các hành động cưỡng bức, thống trị xã hội Mỹ, thì sẽ không có gì thay đổi, nó sẽ chỉ tồi tệ hơn. Nhưng đến cuối cùng, người ta nhận thức được rằng thế giới đang thay đổi do hoàn cảnh khách quan, và người ta có thể thích ứng kịp thời với những lợi thế mà Mỹ vẫn có ngày nay, thì có lẽ điều đó có thể sẽ thay đổi. Hãy nhìn xem nền kinh tế Trung Quốc đã trở nên nền kinh tế đầu tiên trên thế giới. Với sức mua tương đương về mặt lượng khối lượng và rất mạnh mẽ, nó đã vượt sang Mỹ lâu rồi. Hoa Kỳ đang đứng thứ hai, sau đó với 1,5 tỷ dân, và sau đó là Nhật Bản, với Nga ở vị trí thứ năm. Nga là nền kinh tế đứng đầu Âu Châu vào năm ngoái, bất chấp mọi lệnh trừng phạt và hạn chế. Theo quan điểm của bạn, việc xử phạt, hạn chế khả năng thanh toán bằng đô la bị cắt khỏi các lệnh trừng phạt của dịch vụ SWIFT đối với tàu chở dầu là những lệnh có bình thường không? Các biện pháp trừng phạt đối với máy bay, lệnh trừng phạt khắp mọi nơi. Số lượng trừng phạt lớn nhất trên thế giới được áp dụng nhằm vào Nga. Nhưng chúng tôi đã trở thành một nền kinh tế đứng đầu của châu Âu trong thời gian này. Các công cụ mà Hoa Kỳ đang sử dụng không còn hữu hiệu nữa. Vâng, người ta phải suy nghĩ về những điều cần làm. Nếu nhận thức này đến với giới tinh hoa cầm quyền thì đúng vậy. Người đầu tiên của chính phủ sẽ hành động để đoán trước những gì cử tri và những người đưa ra quyết định ở cấp khác nhau mong đợi. Rồi, những điều thay đổi sẽ đến. Nhưng ông đang mô tả hai hệ thống khác nhau. Lúc thì ông nói rằng người lãnh đạo hành động vì lợi ích cử tri. Lúc thì nói rằng những quyết định này không phải do người lãnh đạo đưa ra mà là do giai cấp thống trị đưa ra. Ông đã điều hành đất nước này quá lâu. Ông biết tất cả những tổng thống Mỹ trong thời gian qua. Những trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ là gì? Ông nghĩ nó có giống như ai thực sự đưa ra quyết định không? Tôi không biết. Mỹ là một nước đất nước phức tạp. Một mặt bảo thủ, một mặt khác thì thay đổi nhanh chóng.
Thật không dễ dàng để chúng tôi giải quyết tất cả. Ai đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử có thể hiểu được điều này khi mỗi bang đều có luật riêng. Mỗi tiểu bang tự điều chỉnh. Ai có thể bị loại khỏi cuộc bầu cử ở cấp tiểu bang? Đó là một hệ thống bầu cử hai giai đoạn. Chúng ta rất khó hiểu nó. Điều thứ hai, có hai đảng chiếm ưu thế, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Và trong hệ thống đảng này, các trung tâm đưa ra quyết định chuẩn bị cho các quyết định. Vậy thì hãy xem, theo tôi tại sao sau khi Liên Xô sụp đổ, một chính sách gây áp lực sai lầm, thô thiển và hoàn toàn phi lý như vậy lại được áp dụng chống lại Nga. Suy cho cùng, đây là một chính sách gây áp lực. Mở rộng NATO, hỗ trợ phe ly khai ở Caucasus, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa. Đây là tất cả những yếu tố của áp lực, áp lực, áp lực, áp lực. Thế thì kéo Ukraine vào NATO chỉ là áp lực, áp lực và áp lực. Tại sao? Tôi nghĩ trong số những lý do khác là năng lực sản xuất quá mức đã được tạo ra. Trong cuộc đối đầu với Liên Xô, có rất nhiều trung tâm và chuyên gia Liên Xô được thành lập, nhưng không thể làm gì khác. Họ thuyết phục giới lãnh đạo chính trị rằng cần phải tiếp tục đàn áp nước Nga, cố gắng chia nước này, tạo ra những lãnh thổ và tạo ra những đất nước gần như là những nhà nước nhỏ để khuất phục họ dưới hình thức chia rẽ, sử dụng tiềm năng tổng hợp của họ cho đấu tranh trong tương lai với Trung Quốc. Đây là một sai lầm, ngay cả bao gồm tiềm năng quá mức của những người từng làm việc cho cuộc đối đầu với Liên Xô. Nó là cần thiết để thoát khỏi điều này. Cần có một lực lượng mới mẻ, những con người nhìn về tương lai và hiểu được những gì đang xảy ra trên thế giới. Hãy nhìn Indonesia đang phát triển như thế nào, 600 triệu dân. Chúng ta có thể thoát khỏi điều đó ở đâu? Không, chúng ta chỉ cần giả định rằng Indonesia sẽ tham gia. Họ đã nằm trong câu lạc bộ của các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bất kể ai thích hay không thích, vâng, chúng tôi hiểu và biết rằng Hoa Kỳ bất chấp mọi vấn đề kinh tế, tình hình vẫn diễn ra bình thường. Với nền kinh tế đang tăng trưởng tốt, GDP đang tăng 2,5% nếu tôi không nhầm. Nên nếu chúng ta muốn bảo đảm tương lai thì chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận với những gì đang thay đổi. Như tôi đã nói, thế giới vẫn sẽ thay đổi bất kể diễn biến ở Ukraine kết thúc như thế nào. Thế giới đang thay đổi và chính nước Mỹ cũng vậy. Các chuyên gia viết rằng dù sao Mỹ cũng đang dần thay đổi vị thế của mình trên thế giới. Các chuyên gia của bạn đã viết điều đó. Chính là chuyên gia của Mỹ đã viết những điều đó. Tôi đã đọc chúng. Câu hỏi duy nhất là điều này sẽ xảy ra như thế nào? Đau đớn và nhanh chóng, hoặc nhẹ nhàng nhưng từ từ. Và điều này được viết bởi những người không chống Mỹ. Họ chỉ đơn giản là những người đi theo xu hướng phát triển toàn cầu. Đó là sự thật. Và để đánh giá chúng và thay đổi chính sách, chúng ta cần có những người tư duy nhìn xa trông rộng, có khả năng phân tích và đề xuất những quyết định nhất định từ cấp độ lãnh đạo chính trị. Tôi chỉ còn hỏi ông. Ông đã nói rõ ràng rằng việc NATO mở rộng về phía đông là vi phạm lời hứa mà tất cả các ông đã đưa ra vào năm 1990. Đó là mối đe dọa đối với đất nước của ông. Ngay trước khi đưa quân vào Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ đã tới hội nghị an ninh Munich và khuyến cáo Tổng thống Ukraine gia nhập NATO. Ông nghĩ rằng đó có phải là một nỗ lực nhằm kích động hành động quân sự không? Tôi nhắc lại một lần nữa. Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất tìm giải pháp cho vấn đề này và vấn đề nảy sinh ở Ukraine sau cuộc đảo chính năm 2014 bằng các biện pháp hòa bình. Nhưng không ai lắng nghe chúng tôi. Và hơn nữa, các nhà lãnh đạo Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ, bất ngờ tuyên bố rằng họ sẽ không tuân thủ các thỏa thuận của Minsk. Họ không thích mọi thứ ở đó và tiếp tục hoạt động quân sự trên lãnh thổ đó. Và song song với điều đó, lãnh thổ của họ đang bị cơ cấu quân sự của NATO khai thác dưới vỏ bọc của nhiều trung tâm đào tạo và tái đào tạo quân sự khác nhau. Về cơ bản, họ bắt đầu tạo căn cứ ở đó
tất cả những gì đang diễn ra, Ukraine tuyên bố rằng người Nga là một là người quốc tịch không chính thức, đồng thời thông qua luật hạn chế quyền của các quốc tịch không chính thức ở Ukraine. Ukraine sau khi nhận được các lãnh thổ ở phía đông nam như một món quà từ dân Nga, bất ngờ tuyên bố rằng người Nga là một quốc tịch không chính thức trên lãnh thổ đó. Điều đó có bình thường không? Tất cả những điều này gộp lại để dẫn đến quyết định chấm dứt chiến tranh chủ nghĩa phát xít mới đã bắt đầu ở Ukraine vào năm 2014. Ông có nghĩ rằng Zelensky có quyền tự do đàm phán để giải quyết xung đột này không? Tôi không biết chi tiết. Tất nhiên thật khó để cho tôi có thể đánh giá, nhưng tôi tin rằng ông ấy có. Trong mọi trường hợp, ông ấy đã từng có. Cha của ông ấy chiến đấu chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tôi đã từng nói chuyện với ông ấy về điều này. Tôi nói, Volodymyr, tại sao anh đang làm gì vậy? Tại sao hôm nay bạn lại ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine, trong khi cha của bạn chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít? Ông là người lính tiền tuyến. Tôi sẽ không nói cho bạn biết những gì ông ấy trả lời. Đây là một chủ đề riêng biệt và tôi nghĩ làm như vậy không đúng. Nhưng đó là về quyền lựa chọn tự do của ông ấy. Tại sao không? Ông lên nắm quyền dựa trên kỳ vọng của người dân Ukraine rằng ông sẽ dẫn dắt Ukraine đến hòa bình. Ông ấy đã nói về điều này. Chính nhờ điều này mà ông ấy giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Nhưng rồi khi lên nắm quyền, theo tôi, ông ấy nhận ra hai điều. Thứ nhất, tốt hơn hết là không nên đụng độ với những người theo chủ nghĩa phát xít mới và những người theo chủ nghĩa dân tộc vì họ rất hung hãn và tích cực. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra từ họ. Và thứ hai, phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo, ủng hộ họ, sẽ luôn ủng hộ những ai có thái độ đối địch với Nga. Điều hai, vừa có lợi vừa an toàn. Vì vậy, ông ấy đã đảm nhận vị trí liên quan, mặc dù đã hứa với người dân của mình sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine, ông ấy đã lừa dối cử tri của mình. Nhưng ông có nghĩ vào thời điểm này, tính đến tháng 2 năm 2024, ông ấy có quyền tự do để nói chuyện trực tiếp với ông hoặc chính phủ của ông về việc chấm dứt điều này không? Điều này rõ ràng không giúp ích gì cho nước ông ấy hoặc thế giới. Ông nghĩ ông ấy có làm được điều đó không? Tại sao không? Ông tự coi ông ta là nguyên thủ quốc gia. Ông đã thắng cuộc bầu cử. Mặc dù ở Nga, chúng tôi tin rằng cuộc đảo chính là nguồn sức mạnh chính cho mọi chuyện xảy ra sau năm 2014. Và theo nghĩa này, ngay cả từ ngày nay, chính phủ vẫn có sai sót. Nhưng ông ấy tự coi mình là tổng thống và ông ấy được Hoa Kỳ và toàn bộ Âu Châu gần như phần còn lại của thế giới công nhận với tư cách như vậy. Tại sao không? Ông ấy có thể, chúng tôi đã đàm phán với Ukraine ở Istanbul, chúng tôi đã đồng ý. Ông ấy đã nhận thức được điều này. Hơn nữa, những người đứng đầu đàm phán, ông Arakamir, họ cũng tin ông ấy, mà tôi tin là vẫn người đứng đầu phe cầm quyền. Đảng của Tổng thống Rada, ông vẫn đứng đầu tiên ở Rada, quốc hội ông ấy. Ông đã ngồi đó, ông thậm chí còn đặt chữ ký của mình sơ bộ vào tài liệu. Tôi đang kể cho anh nghe này. Nhưng sau khi ông ấy công khai tuyên bố toàn thế giới rằng chúng tôi sẵn sàng ký, thì ông Johnson, lúc đó là Thủ tướng Anh, đã đến và cản họ làm vậy. Nói rằng mọi thứ tốt nhất là nên đánh Nga. Họ sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để chúng tôi trả lại những gì đã mất trong cuộc đụng độ với Nga. Và chúng tôi đã đồng ý với đề xuất này. Hãy nhìn xem tuyên bố của ông ấy đã được công bố. Ông ấy đã nói điều đó một cách công khai. Họ có thể quay lại điều này được hay không? Vấn đề là họ có muốn hay không? Hơn nữa, Tổng thống Ukraine đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chúng tôi. Hãy để cho ông ấy hủy bỏ sắc lệnh đó và thế là xong. Chúng tôi thật sự chưa bao giờ từ chối đàm phán. Chúng tôi luôn nghe và nói rằng Nga đã sẵn sàng. Họ nói rằng Nga đã sẵn sàng chưa? Đúng, chúng tôi không bao giờ từ chối. Chính họ là người từ chối. Hãy để ông ta hủy bỏ chính nghị định của mình và tham gia đàm phán. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối. Và việc họ tuân theo yêu cầu thuyết phục của ông Johnson, cựu Thủ tướng Anh, có vẻ rất là nực cười. Và tôi rất buồn, vì giống như ông Arakamir đã nói, chúng ta lẽ ra đã có thể chấm dứt những hành động thù địch đó bằng chiến tranh cách đây một năm rưỡi rồi. Nhưng một người Anh đã thuyết phục chúng tôi và chúng tôi từ chối điều này. Ông Johnson bây giờ ở đâu? Nhưng mà chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đó là một câu hỏi hay.
Ông nghĩ ông ấy ở đâu và hiện giờ ông ấy đang làm gì vậy? Chỉ có địa ngục mà biết thôi. Bản thân tôi cũng không hiểu được điều đó. Có một điểm khởi đầu chung. Vì lý do nào đó, mọi người đều ảo tưởng rằng Nga có thể bị đánh bại trên chiến trường. Vì kiêu ngạo, vì tấm lòng trong sạch. Chắc chắn nó không phải là vì đại trí. Ông đã mô tả mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Ông đã đôi lần mô tả nước Nga là chính thống giáo. Đó là trọng tâm trong sự hiểu biết của ông về nước Nga. Ông nói ông là người chính thống giáo. Điều đó có ý nghĩa gì với ông? Ông là một nhà lãnh đạo cơ đốc giáo theo cách mô tả của riêng ông. Vậy điều đó có tác dụng gì với ông? Anh biết đấy, như tôi đã đề cập. Năm 988, chính hoàng tử Vladimir đã nhận phép báp têm theo gương của bà ngoại, công chúa Olga. Sau đó, ông ấy làm báp têm cho quân của mình. Và rồi dần dần, trong vài năm, ông ấy đã làm phép báp têm cho toàn người dân Nga. Đó là một quá trình lâu dài từ những người ngoại giáo đến những người theo cơ đốc giáo. Phải mất rất nhiều năm nhưng cuối cùng chính cái tôn giáo này, Kitô giáo Đông Phương, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Nga. Khi Nga mở rộng rồi tiếp thu các dân tộc khác theo đạo Hồi, Phật giáo và Do Thái giáo, Nga luôn rất trung thành với những người theo các tôn giáo khác. Đây là sức mạnh của chúng tôi. Điều này là rõ ràng hoàn toàn. Và thực tế là các định đề chính có giá trị rất giống nhau. Không phải nói như vậy ở tất cả các tôn giáo trên thế giới mà tôi vừa đề cập. Đó là những tôn giáo truyền thống của Liên bang Nga. Nhân tiện, chính quyền Nga luôn rất cẩn thận về văn hóa và tôn giáo của những người đến với đế quốc Nga. Theo tôi nghĩ, điều này tạo ra một nền tảng cho cả an ninh và ổn định của nhà nước Nga. Tất cả các dân tộc sinh sống ở Nga, về cơ bản, đều coi đó là tình mẫu tử của mình. Chẳng hạn, nếu một người di chuyển đến Mỹ hoặc đến châu Âu từ châu Mỹ Latin, và thậm chí là một ví dụ rõ ràng và dễ hiểu hơn, thì mọi người đến, nhưng họ đã đến với bạn hoặc đến với các nước Âu Châu từ quê hương lịch sử của họ. Và những người theo các tôn giáo khác nhau ở Nga đều coi Nga là quê hương của họ. Họ không có quê hương nào khác. Chúng tôi ở bên nhau. Đây là một gia đình lớn và các giá trị truyền thống của chúng tôi rất giống nhau. Vừa nhắc đến một gia đình lớn, nhưng mỗi người đều có gia đình riêng của mình. Và đây là nền tảng chính của xã hội chúng ta. Và nếu chúng ta nói rằng quê hương và gia đình có mối quan hệ đặc biệt với nhau, thì thực tế là như vậy. Vì không thể bảo đảm một tương lai bình thường cho con cái và gia đình của chúng ta, trừ khi chúng ta bảo đảm một tương lai bình thường, bền vững cho cả đất nước, cho quê hương. Đó là lý do tại sao tình cảm yêu nước ở Nga rất mạnh mẽ. Điểm khác biệt duy nhất giữa tôn giáo và cơ đốc giáo đặc biệt là một tôn giáo bất bạo động. Chúa Giêsu nói hãy đưa má bên kia ra. Hãy chớ giết người. Làm sao một lãnh đạo phải giết chóc của bất kỳ quốc gia nào? Làm sao một lãnh đạo lại có thể là một cơ đốc nhân? Làm thế nào để ông dung hòa được điều đó với chính mình? Việc bảo vệ bản thân, gia đình, quê hương là điều rất dễ dàng. Chúng tôi sẽ không tấn công bất cứ ai. Những diễn biến ở Ukraine bắt đầu từ khi nào vậy? Kể từ khi cuộc đảo chính và sự thù địch ở Donbass bắt đầu. Đó là lúc họ bắt đầu. Và chúng tôi đang bảo vệ người dân, chính chúng tôi, quê hương và tương lai của con cháu chúng tôi. Còn về tôn giáo nói chung, bạn biết đấy, nó không phải là những biểu hiện bên ngoài. Đó không phải là việc đi nhà thờ mỗi ngày hay đập đầu xuống sàn. Nhưng nó ở trong trái tim. Và nền văn hóa của chúng ta rất hướng tới con người. Dostoevsky
người rất nổi tiếng ở phương Tây và là thiên tài của văn hóa văn học Nga, đã nói rất nhiều về điều này, về tâm hồn của Nga. Suy cho cùng, xã hội phương Tây thực dụng hơn. Người dân Nga thì lại nghĩ nhiều hơn về cái vĩnh cửu, về những giá trị đạo đức. Tôi không biết, có thể bạn sẽ không đồng ý với tôi, nhưng xét cho cùng thì văn hóa phương Tây thực dụng hơn. Tôi không nói điều này là xấu. Nó giúp cho các tỷ phú vàng ngày nay có thể đạt được thành công tốt đẹp trong sản xuất, trong cả khoa học, v.v. Không có gì sai với điều đó cả. Tôi chỉ nói là chúng tôi trông giống nhau mà thôi. Vậy bạn có thể thấy điều siêu nhiên đang diễn ra khi quan sát với những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay không? Ông có thấy Chúa đang làm việc không? Ông có thấy bao giờ tự nghĩ đây là những thế lực siêu nhiên không? Không, thành thật mà nói, tôi không nghĩ vậy. Quan điểm của tôi cho rằng sự phát triển của cộng đồng thế giới là tuân theo những quy luật vốn có và những quy luật đó là như vậy. Trong lịch sử nhân loại luôn luôn là như vậy. Một số dân tộc, quốc gia trỗi dậy trở nên hùng mạnh và đông đảo hơn, rồi bỏ sân khấu quốc tế, đánh mất vị thế mà họ đã quen thuộc. Có thể không cần tôi phải đưa ra ví dụ, nhưng chúng ta có thể bắt đầu với thành các tư hãn và đám quân chinh phục Golden Horde và sau đó đến với, kết thúc với đế chế La Mã. Có vẻ chưa bao giờ có thứ gì giống như đế chế La Mã trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, tiềm năng của những kẻ chống đối mang rợ dần dần tăng lên, cũng như dân số của họ, và nhìn chung, những kẻ mang rợ barbaric này, họ càng ngày càng mạnh mẽ và bắt đầu phát triển kinh tế, như chúng ta nói ngày nay. Điều này cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của đế chế La Mã và chế độ do người La Mã áp đặt. Tuy nhiên, phải mất 5 thế kỷ đế chế La Mã mới sụp đổ. Sự khác biệt với những gì đang xảy ra hiện nay là tất cả các quá trình thay đổi đang diễn ra đều có nhịp độ nhanh hơn nhiều so với thời La Mã. Vậy khi nào ông nghĩ đế chế trí tuệ nhân tạo bắt đầu? Anh đang hỏi những câu hỏi mà ngày càng phức tạp hơn. Để trả lời chúng, anh cần phải là một chuyên gia về số lượng lớn, dữ liệu, data, big data và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa do các nhà nghiên cứu di truyền. Giờ đây đã có thể tạo ra siêu nhân, một con người chuyên biệt, một vận động viên biến đổi gen, nhà khoa học, quân nhân. Có thông tin cho rằng Elon Musk đã cấy chip vào não người ở Mỹ. Ông nghĩ về điều đó như thế nào? Tôi nghĩ không có gì có thể ngăn cản được Elon Musk. Ông ấy sẽ làm như những gì ông ta thấy phù hợp. Tuy nhiên, anh sẽ cần tìm thấy điểm chung với ông ấy. Hãy tìm mọi cách để thuyết phục ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy là một người thông minh. Tôi thật sự tin rằng ông ấy là như vậy. Vì vậy, anh cần phải đạt được thỏa thuận với ông ấy. Vì quá trình này cần được chính thức hóa và tuân theo những quy tắc nhất định. Nhân loại phải xem xét điều gì xảy ra do sự phát triển mới nhất về di truyền học hay là trí tuệ nhân tạo. Người ta có thể đưa ra dự đoán gần đúng về điều gì sẽ xảy ra. Một khi nhân loại cảm thấy một mối đe dọa hiện hữu đến từ vũ khí hạt nhân. Tất cả các quốc gia hạt nhân bắt đầu thỏa thuận với nhau vì họ nhận ra việc sử dụng vũ khí hạt nhân một cách cẩu thả có thể khiến loài người bị tuyệt chủng. Ngày nay không có thể ngừng nghiên cứu về di truyền học hoặc là trí tuệ nhân tạo, cũng như không thể ngừng sử dụng thuốc súng ngày xưa. Nhưng khi chúng ta nhận ra rằng mối đe dọa đến từ sự phát triển không
kiểm soát và không kiểm soát của trí tuệ nhân tạo hoặc di truyền hoặc học bất cứ lĩnh vực nào khác, thì sẽ đến lúc đạt được thỏa thuận quốc tế về các điều chỉnh những thứ này. Tôi đánh giá thời gian mà ông đã dành cho chúng tôi. Tôi chỉ còn hỏi thêm một câu cuối cùng, và đó là về một người rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Có lẽ không ai khác hơn chính là Evan Guskovic, phóng viên của tờ Wall Street Journal. Ông ấy 32 tuổi và ông ấy đã ở tù gần một năm. Ông, đây là một câu chuyện lớn ở Mỹ, và tôi chỉ muốn hỏi trực tiếp ông mà không cần phải đi sâu vào chi tiết hoặc phiên bản của ông về những chuyện đã xảy ra. Nếu như ông có dấu hiệu cho thấy sự lịch sự, có sẵn lòng thả ông ấy cho chúng tôi để chúng tôi đem về Mỹ không? Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cử chỉ thiện chí và sự đứng đắn đến mức tôi nghĩ chúng tôi đã xài hết chúng rồi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai đáp lại chúng tôi theo cách tương tự. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi không loại trừ khả năng chúng tôi có thể làm được điều gì đó nếu đối tác của chúng tôi thực hiện các bước đi có lại, có đi có lại. Khi nói về đối tác, trước hết tôi đề cập đến các dịch vụ đặc biệt, đặc nhiệm. Dịch vụ đặc nhiệm có liên lệ với nhau. Họ đang nói về vấn đề đang đề cập. Không hề có một điều cấm kỵ gì để giải quyết vấn đề này cả. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết, nhưng có một số điều khoản nhất định đang được thảo luận thông qua các kênh dịch vụ đặc nhiệm. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. Thông thường, ý tôi nói là chuyện này đã rõ ràng, đã xảy ra hàng thế kỷ rồi. Một quốc gia bắt được một điệp viên khác trong biên giới của mình, trao đổi họ cho một trong những người cung cấp thông tin của chính phủ đó. Tôi nghĩ điều tạo nên, và đó không phải là việc của tôi, nhưng điều làm nên sự khác biệt này là anh này rõ ràng không phải là gián điệp. Anh ấy là một đứa trẻ và có thể ông ấy đã vi phạm luật pháp của nước Nga theo cách nào đó. Nhưng ông ấy không phải là một siêu điệp viên hay là một người, và ai cũng biết vậy. Và đổi lại, ông ta đang bị bắt làm con tin. Điều đó đúng với sự tôn trọng. Và mọi người đều biết sự thật. Vì vậy, lẽ ra ông ấy nên thuộc vào một thể loại khác. Bạn biết đấy, có lẽ không công bằng khi yêu cầu một người khác để đổi lấy ông ta thả ra ngoài như vậy. Có lẽ làm như vậy sẽ hạ thấp nước Nga. Ai biết đấy, anh có thể đưa ra một cách giải thích khác nhau thế nào là điệp viên. Nhưng có một số điều được quy định bởi pháp luật. Nếu một người nhận được thông tin bí mật và thực hiện điều đó theo cách có âm mưu, thì điều này được coi là hoạt động gián điệp. Và đó chính xác là những gì ông ấy đang làm. Ông ta đang nhận thông tin mật, và ông ta đã làm điều đó một cách bí mật. Có thể ông ta làm vậy vì bất cẩn hoặc do chủ động của mình. Xem xét thực tế tuyệt đối rằng điều này đủ tiêu chuẩn cho hoạt động gián điệp. Thật sự đã chứng minh khi ông ta bị bắt quả tang, ông ta nhận được thông tin này. Nếu đó là một lý do server nào đó, một tin bịa đặt nào đó, một điều gì đó chưa được chứng minh thì sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng ông ta đã bị bắt quả tang khi ông ta đang lấy bí mật thông tin mật. Vậy thì nó là gì? Nhưng ý là ông ấy đang không làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ hay NATO. Ông ấy chỉ là một phóng viên được cung cấp tài liệu mà lẽ ra ông ấy không nên có. Những điều đó dường như rất khác nhau, rất khác nhau. Tôi không biết ông ấy làm việc cho ai, nhưng tôi muốn nhắc lại rằng việc lấy thông tin mật trong bí mật được gọi là gián điệp, và ông ấy đang làm việc cho cơ quan đặc biệt của Hoa Kỳ và một số cơ quan khác. Tôi không nghĩ ông ấy đang làm việc cho Monaco, vì Monaco hầu như không quan tâm đến những việc có thông tin đó. Việc đạt được thỏa thuận là tùy thuộc vào các dịch vụ đặc nhiệm. Một số nền tảng đã được đặt đến. Theo quan điểm của chúng tôi, có những người không được kết nối với dịch vụ đặc nhiệm. Để cho tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về người đang thụ án ở một nước đồng minh của Hoa Kỳ. Người đó vì lòng yêu nước đã tiêu diệt một tên cướp ở một trong những thủ đô ở Âu Châu. Trong các sự kiện của Caucasus, bạn biết ông ấy làm gì không? Tôi không muốn nói điều đó, nhưng tôi vẫn sẽ phải nói ra.
Ông đặt những người lính của chúng tôi bị bắt làm tù binh trên đường và sau đó lái xe của mình cán qua đầu họ. Đó là loại người gì vậy? Ông ta thậm chí có thể được gọi là con người không? Nhưng mà có một người yêu nước đã loại bỏ ông ta ở một thủ đô ở Âu Châu. Và ông ta làm điều đó theo ý của mình hay không? Đó là một câu hỏi khác. Ý tôi là đó là một điều hoàn toàn khác. Ông ấy là một phóng viên báo 32 tuổi. Ông ấy đã phạm phải một điều gì đó khác biệt. Ông ấy không phải là một nhà báo. Tôi nhắc lại như vậy. Ông ta là một nhà báo đang bí mật lấy thông tin bí mật. Đúng, nó khác, nhưng tôi vẫn đang nói về những người khác, về cơ bản bị chính quyền Hoa Kỳ kiểm soát, bất kể họ đang thụ án ở đâu. Có một cuộc đối thoại đang diễn ra giữa các dịch vụ đặc nhiệm. Điều này phải được giải quyết một cách bình tĩnh, có trách nhiệm và chuyên nghiệp. Họ vẫn đang giữ liên lạc, nên hãy để họ làm việc của mình. Tôi không loại trừ khả năng người mà ông nhắc đến, ông Gershkovich, có thể trở về quê hương Mỹ. Nhưng suy cho cùng, việc giữ ông ta trong tù ở Nga chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi muốn có cơ quan đặc nhiệm Hoa Kỳ suy nghĩ về cách họ có thể góp phần đạt được các mục tiêu mà cơ quan đặc nhiệm của chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện. Hơn nữa, các cuộc đàm phán được tiến hành và có nhiều ví dụ thành công về những cuộc đàm phán như thế này. Có lẽ điều này cũng sẽ thành công thôi. Chúng ta sẽ đến một thỏa thuận tốt. Chúng tôi sẽ đến một thỏa thuận. Vâng, tôi hy vọng ông sẽ thả ông ấy ra. Ngài Tổng thống, cảm ơn ông. Cuối tuần, tôi cũng muốn ông ấy trở về quê hương. Tôi hoàn toàn chân thành như vậy. Nhưng hãy để tôi nói một lần nữa. Cuộc đối thoại hiện nay đảng vẫn tiếp tục. Chúng ta càng công khai những vấn đề thuộc loại này, thì việc giải quyết chúng càng trở nên khó khăn hơn. Mọi việc cần phải được thực hiện một cách bình tĩnh. Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng với chiến tranh không? Tôi muốn là thêm hỏi thêm một câu nữa. Tôi hỏi thêm ông, muốn nói rằng vì lý do chiến lược, ông có lo lắng rằng những gì đang xảy ra ở Ukraine có thể dẫn đến điều gì lớn hơn và khủng khiếp hơn nhiều không? Và ông có động lực như thế nào để gọi điện cho chính phủ Hoa Kỳ và nói rằng hãy thỏa thuận với nhau? Tôi đã nói rằng chúng tôi không từ chối đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Đó là phương Tây và Ukraine, rõ ràng là một quốc gia vệ tinh của Mỹ. Đó là điều kiện, điều hiển nhiên. Tôi không muốn anh coi nó như thể tôi đang tìm kiếm một từ ngữ mạnh mẽ hoặc một sự xúc phạm nào. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự hỗ trợ tài chính, 72 tỷ đô la Mỹ đã được cung cấp. Đức đứng thứ hai, sau đó các nước Âu Châu khác. Hàng chục tỷ đô la đang chảy vào Ukraine. Có một lượng vũ khí lớn. Trong trường hợp này, nên yêu cầu giới lãnh đạo Ukraine hiện tại dừng lại, ngồi vào bàn đàm phán, hủy bỏ nghị định vô lý này. Chúng tôi không từ chối. Chắc chắn rồi, ông nói nó rồi. Tôi không nghĩ ông muốn nói đó là một sự xúc phạm, vì ông nói đúng. Có thông tin cho rằng Ukraine đã bị cựu thượng ứng Anh, thay mặt chính quyền Biden, ngăn cản đàm phán giải pháp hòa bình. Vì vậy, tất nhiên, chúng là một vệ tinh. Nước lớn cai trị nước nhỏ, điều đó không mới. Và đó là lý do tại sao tôi hỏi về việc làm việc trực tiếp với chính quyền Biden, nơi đưa ra những quyết định này, chứ không phải Tổng thống Zelensky của Ukraine. Chà, nếu chính quyền Zelensky ở Ukraine từ chối đàm phán, tôi cho rằng họ đã làm điều đó theo chỉ thị của Washington. Nếu Washington cho rằng đó là quyết định sai lầm, thì hãy từ bỏ nó đi. Hãy để nó tìm lý do tế nhị để không ai bị xúc phạm. Hãy để nó nghĩ ra một lối thoát. Không phải chúng tôi là người đưa ra quyết định này, mà chính là họ. Vì vậy, hãy để cho họ quay lại với nó. Đó là vậy thôi.
Tuy nhiên, họ đã đưa ra quyết định sai lầm và bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này để sửa chữa những sai lầm của mình. Họ đã làm vậy nên để họ tự sửa. Chúng tôi ủng hộ điều này. Vì vậy, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không hiểu lầm những gì Ngài đang nói. Tôi nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ Ngài đang nói rằng Ngài muốn một giải pháp thương lượng cho những gì đang xảy ra ở Ukraine, phải không? Đúng vậy. Và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã làm một tài liệu khổng lồ ở Istanbul do người đứng đầu phái đoàn Ukraine ký tắt. Ông ấy đã cố định chữ ký của mình và một số điều khoản, không phải là tất cả. Ông ấy ký tên và sau đó chính ông ấy nói chúng tôi sẵn sàng ký và chiến tranh lẽ ra đã kết thúc từ lâu, 18 tháng trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson đã đến nói chuyện với chúng tôi và chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó. Vâng, quý vị đã bỏ lỡ nó. Quý vị đã sai lầm. Hãy để họ quay lại với điều đó. Đó là tất cả những gì cần làm, cần nói. Tại sao chúng ta phải bận tâm sửa chữa lỗi lầm của người khác? Tôi biết người ta có thể nói đó là sai lầm của chúng tôi. Chính chúng tôi đã làm tình hình nên thêm căng thẳng và quyết định chấm dứt cuộc chiến đấu bắt đầu từ năm 2014 ở Donbass. Như tôi đã nói về vũ khí, hãy để tôi quay trở lại tiếp tục lịch sử. Tôi đã nói với bạn điều này rồi. Chúng tôi chỉ đang thảo luận nó. Chúng ta hãy quay lại trở lại năm 1991, khi chúng ta được hứa rằng NATO sẽ không mở rộng sang năm 2008, khi cánh cửa gia nhập NATO mở ra với tuyên bố chủ quyền nhà nước của Ukraine. Tuyên bố Ukraine là một quốc gia trung lập. Chúng ta hãy quay trở lại thực tế và căn cứ quân sự của NATO và Mỹ bắt đầu xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, tạo ra mối đe dọa cho chúng tôi. Chúng ta hãy quay lại cuộc đảo chính của Ukraine năm 2014. Tuy nhiên, những điều đó thật vô nghĩa, phải không? Chúng ta có thể qua lại không ngừng, nhưng họ đã ngừng đàm phán. Có phải là một sai lầm không? Đúng. Vậy thì sửa lỗi đi. Chúng tôi đã sẵn sàng. Còn cần gì nữa? Ông có nghĩ rằng vào thời điểm này, việc NATO chấp nhận sự kiểm soát của Nga đối với lãnh thổ Ukraine 2 năm trước là quá nhục nhã không? Tôi đã nói, hãy để họ nghĩ cách làm điều đó một cách đàng hoàng. Có những lựa chọn nếu có ý chí. Cho đến nay, vẫn có những ồn ào và la hét về việc gây ra một thất bại chiến lược cho Nga trên chiến trường. Nhưng bây giờ rõ ràng, họ đang nhận ra rằng rất khó để đạt được điều đó nếu có thể. Theo tôi, theo định nghĩa thì điều đó là không thể. Nó sẽ không bao giờ xảy ra đối với tôi. Dường như bây giờ những người nắm quyền lực ở phương Tây cũng đã nhận ra điều này. Nếu vậy, nếu nhận thức đã bắt đầu, họ phải nghĩ xem cần phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại này. Bạn có sẵn sàng nói lời chúc mừng không? Hãy nói với NATO rằng các bạn đã thắng và cứ giữ nguyên tình hình hiện tại được không? Bạn biết đấy, đó là một chủ đề cần đàm phán. Không ai sẵn sàng tiến hành, hay nói chính xác hơn là họ sẵn lòng nhưng không biết phải làm như thế nào. Tôi biết họ muốn. Không chỉ tôi nhìn thấy, mà tôi biết họ muốn nó. Nhưng họ đang lay hoay, không hiểu cách để thực hiện thế nào. Rồi đẩy tình hình đến mức chúng ta ở hiện nay. Không phải chúng tôi đã làm điều đó. Chính các đối tác, đối thủ của chúng tôi đã làm điều đó. Bây giờ hãy để họ nghĩ cách đảo ngược tình thế. Chúng tôi không chống lại nó. Sự huy động không ngừng nghỉ này ở Ukraine. Sự cuồng loạn, các vấn đề trong nước, sớm hay muộn gì, nó cũng sẽ dẫn đến một thỏa thuận. Bạn biết đấy, điều này nghe có vẻ lạ lùng với tình hình hiện tại. Nhưng dù sao thì mối quan hệ giữa hai dân tộc sẽ được xây dựng lại. Sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà vết thương nó sẽ lành. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ rất khác thường. Có một cuộc chạm trán trên chiến trường. Đây là một ví dụ cụ thể. Lính Ukraine bị bao vây.
Đây là một ví dụ từ cuộc sống rất thực. Những người lính của chúng tôi đã hét lớn lên với họ, không có cơ hội sống sót, hãy đầu hàng chính mình đi. Hãy ra ngoài và bạn sẽ còn sống. Đột nhiên, những người lính Ukraine hét lên từ trong hang của họ bằng tiếng Nga, một tiếng Nga hoàn hảo. Họ nói rằng người Nga không đầu hàng, và tất cả bọn họ đều chết hết. Họ vẫn tự nhận mình là người Nga. Những gì đang xảy ra là một yếu tố ở một mức nào đó là một cuộc nội chiến của Nga. Mọi người ở phương Tây đều nghĩ rằng nhân dân Nga đã bị chia cắt vĩnh viễn bởi sự thù địch. Và bây giờ họ sẽ được đoàn tụ, họ sẽ được đoàn kết. Tại sao chính quyền Ukraine lại phá bỏ nhà thờ chính thống ở Ukraine? Bởi vì nó tập hợp không chỉ lãnh thổ. Nó phải là sự gắn kết của tâm hồn chúng ta lại với nhau. Không ai có thể tách rời linh hồn khỏi linh hồn. Chúng ta kết thúc ở đây hay còn điều gì khác không? Vâng, tôi nghĩ là tuyệt vời lắm. Cảm ơn ông Tổng thống. Và kính thưa quý vị, đó là hơn 2 giờ đồng hồ đã diễn ra và Andrew đã cố gắng. Dầu rất là mệt để theo dõi, để lắng nghe những cuộc đối thoại và để theo kịp dòng suy nghĩ cũng như là dịch ra cái tài liệu này. Và Andrew mong rằng các bạn đã có một cái thời gian lắng nghe thật là thú vị. Những câu hỏi rượt đuổi, những dòng suy nghĩ bất tận, những thông tin mới mẻ và đặc biệt là góc nhìn rất là độc đáo từ một cuộc đối thoại mà chúng ta tưởng nghĩ rằng đã phải từng được làm từ lâu. Và bây giờ với những thông tin quý giá này, Andrew sẽ hẹn gặp lại quý vị trong cái phần tiếp theo với anh Vũ Hoàng Lân và chúng tôi sẽ có một phần có thể là đàm luận, có thể là phân tích, có thể là nhận định, nhưng mà chắc chắn sẽ không kém phần hấp dẫn. Xin mời quý vị tiếp tục đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết và Andrew sẽ quay trở lại với phần phân tích bình luận sau. Cảm ơn quý vị và chúc ngủ ngon. Chúc một ngày bình an. Happy New Year. Bye bye.